Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thách là chơi. Quý vị và các bạn thân mến, Thách là chơi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Medicine Media Group thực hiện. Chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và đến với chương trình, quý vị và các bạn sẽ trải qua những phút giây nghẹt thở, bởi vì những đấu thủ đến đây họ mang đến những sức mạnh phi thường, họ chiến đấu để giành chiến thắng. Và người chơi chỉ đơn giản là tìm ra người chiến thắng trong trò chơi đó. Vâng, và họ là ai? Ngay bây giờ xin hãy cùng gặp gỡ. Đầu tiên, diễn viên Trà Ngọc. Diễn viên Vũ Ngọc Ánh. Diễn viên Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Và diễn viên Võ Điền Gia Huy. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với khán giả nhé. Mời các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Chào anh Trấn Thành. Và chào tất cả các anh chị cùng chơi ở đây. Em tên là Trà Ngọc và thực sự em đến với chương trình là tại vì cái tên anh. Em thích cái tên này quá. Vì sao? Bình thường ở ngoài đời em cũng là một cái con người rất là háo chiến, máu lửa, hiếu thắng, ừ, tăng động, gia đình khó kiềm chế được. Đến đây là đúng rồi. Dạ. Đầy đủ tinh thần. Dạ. Một lát nữa sẽ có trò chơi bào chế riêng cho em. Ủa? Có luôn hả anh? Em máu mà. Dạ. Ok, rồi xin mời bạn kế bên. Xin chào mọi người, chào anh Trấn Thành cũng như là chào khán giả đang xem chương trình Thách là chơi cũng như các bạn đồng nghiệp đang có mặt tại đây. Em tên là Vũ Ngọc Ánh, em hiện tại cũng là diễn viên. Ok, xin mời em. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào anh Thành, em chào các anh chị, chào mọi người. Mình là Chế Nguyễn Quỳnh Châu và hôm nay rất là vui khi mà đến với Thách là chơi. Dạo này thì Châu có tham gia dự án gì mới chưa? Dạ, em cũng đợi mãi mà chưa thấy anh Thành gọi dự án mở ba gì hết, buồn quá. Em rất đợi dự án tiếp theo của anh. Dạ, em biết là rất là dữ dội lần này. Cảm ơn bé. Xin chào anh Thành, xin chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Mình là Võ Điền Gia Huy, hiện tại đang là diễn viên. Huy rất là thích format của chương trình và muốn ngày hôm nay tham gia để có thể chứng kiến được những cái màn biểu diễn mà rất là độc đáo của chương trình. Ok, và ngày hôm nay đến đây những người chơi sẽ phải vận dụng trí thông minh của mình để đoán xem là đấu thủ nào sẽ chiến thắng trong mỗi một trò chơi. Thì để làm được như vậy cần phải có một cái người am hiểu về khoa học cũng như là tâm sinh lý của các đối thủ để đưa ra những dữ liệu chính xác. Không ai khác, đó là hai chuyên gia của chương trình, Sam Francis Lâm và Khánh Si Dạm. Tôi là chuyên gia Sam Francis Lâm. Ngày hôm nay tôi đến với sứ mệnh là đem những người tài năng đến với chương trình. Tôi đưa ra những lập luận sắc bén, chắc nịch. Một lời tôi nói ra như là đinh đóng cột. Và cái người ở đây chính là chuyên gia non nước, ngựa non háo đá, đồng hành cùng tôi. Xin mời giới thiệu ạ. Xin chào quý vị, tôi là Khánh Si Ảm. Để giải đáp cái lời thắc mắc của anh Lâm là tại sao một chương trình mà chúng ta lại có tới hai chuyên gia lận ạ? Đơn giản để cho mọi người hiểu một điều là trong cuộc sống thì cũng có hai mặt của nó. Có tà thì phải có chính. Có xấu thì phải có đẹp. Có giả thì phải có thật. Có già thì phải có trẻ. Đúng vậy, là nhìn thời trang chúng ta có thể nói thấy được tất cả rồi đúng không ạ? Ai già ai trẻ thì ai cũng biết đúng không ạ? Wow, thời trang hôm nay đẹp đó. Chuyên gia đừng động tay động chân. Trời ơi, nhục nhã quá, tôi đi về thôi. Nó làm như con gái mới lớn á. Rồi sao tâm lý đâu tự ra vậy? Mà hết chuyện rồi sao tự nhiên bữa nay đi bận cái áo mưa? Cái kiểu áo đó. Trời ơi. Thôi mà tôi nói thiệt quý vị, tôi không có dám mà tiếp tục mời quý vị coi những cái hình ảnh vừa rồi đâu. Tôi sẽ trả lại cho quý vị sắc đẹp của chương trình. Mời Mr. Vali Bình An. Trời ơi, đẹp chưa? Sắc đẹp mà nó gói kỹ vậy, nó không thấy được đi luôn đâu. Rồi, giới thiệu đẹp mà. Quá đó. Bịch cho dữ vô. Trời ơi, đẹp trai quá. Đẹp trai quá mà nó che quá. Bên này nó mới cần kéo đây nè. Sao cưng? Em định xuất hiện ngầu ngầu một xíu rồi, đẹp trai một xíu. Nhưng mà bộ đồ này nóng quá, không nhìn gì.
Không, nhưng mà nhờ nó nóng thì mọi người mới có cái gì để nhìn. Ok, em có thể chia sẻ về nhiệm vụ chính của em ngày hôm nay. Nhiệm vụ của em là em sẽ mang đến một chiếc vali, và trong chiếc vali này sẽ chứa đựng vận mệnh của tất cả người chơi ở đây. Trời ơi, 10 bao thư này sẽ có những con đường dẫn đến cuộc sống khác. Mỗi người chọn giùm tôi một bao, ký cái tên vô để đảm bảo là chúng tôi không có thay đổi kết quả của các bạn. Chọn đi em. Bé. Anh ơi, cho em đổi được không? Sao vậy? Chị thấy cái này hơi mỏng mỏng. Trời ơi, kế bên chị dày quá em trời. Em ơi, ký tên đi, cái này là số phận chứ không phải lương đâu mà dày với mỏng. Bây giờ là cái này là cất ngang. Cuối chương trình các bạn sẽ biết cuộc đời các bạn đi về đâu với bốn cái lá này. Đây, hòm bí mật của chương trình. Ghê vậy. Lê. Thưa quý vị, thời gian còn lại chúng ta hãy trấn tĩnh, chỉnh trang một tí để bước vào vòng 1 của chương trình sau một vài phút giây là. Cảm ơn Mikokomi 90 siêu năng lượng vừa thách thức phải dư sức đã luôn đồng hành cùng chương trình. Mikokomi 90 siêu năng lượng giá trị 4.000 đồng. Các bạn đang trở lại với Thách Là Chơi. Chúng ta có 3 vòng thi. Vòng 1, đơn sẽ đấu với đơn. Vòng 2, đội sẽ đấu với đội. Và vòng 3, chỉ có một đấu thủ duy nhất đến đây để vượt ngưỡng của bản thân với những thử thách của chương trình. Nhiệm vụ của các bạn trong 3 vòng là đoán coi ai thắng, vậy thôi. Hãy nhìn những dụng cụ trên sân khấu, cho tôi biết liên tưởng của các bạn về trò chơi đầu tiên là gì. Em nghĩ là xếp hình. Có thể là Lego đó. Đúng rồi, Lego, tại nhà con gái em hay chơi mấy cái này lắm, em cũng hay chơi ké. Em thấy có cái sợi dây nữa, em nghi là có thể nào đu từ trên đó xuống bằng sợi dây, nhưng mà mình dùng chân để mình xếp hình làm sao để cho nó nhiều nhất, cao nhất. Ý thông minh. Và đấu thủ đầu tiên đến từ đội xanh, đó là đấu thủ được bảo vệ bởi chuyên gia Sam Francis Lâm. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người mặc dù là tuổi đời rất trẻ, nhưng anh ta hiện tại đang nắm giữ rất nhiều kỷ lục quốc gia cùng với thành tích là 4 năm vô địch quốc gia liên tiếp. Xin được giới thiệu cựu vận động viên bơi lặn chuẩn quốc gia Trần Trung Thành. Xin được chào em. Chào anh. Bạn đã tập luyện môn bơi lặn này được bao lâu rồi không? Em đã tập luyện bơi lặn từ lúc em 3 tuổi cho tới khi em 18 tuổi. Là 3 em... tuổi? Là đến năm 18 tuổi là bạn đã tập luyện 15 năm. Bạn có tự tin là bạn sẽ thực hiện tốt thử thách của chương trình mặc dù là bạn chưa biết thử thách không? Em nghĩ là em sẽ tự tin để hoàn thành. Đập tay một cái cho khí thế nào. Ok, sau đây xin mời bạn tiến vào đấu trường của Thách Là Chơi. Xin chào tất cả mọi người, tôi là chuyên gia San Phan Lâm và đây là thân chủ của tôi. Em xin chào mọi người, em là Trần Trung Thành, em là cựu vận động viên của đội tuyển quốc gia bơi lặn. Bạn là cựu có nghĩa là hiện nay bạn không thi đấu nữa phải không ạ? Dạ đúng rồi, hiện tại em đang không còn tập luyện trong đội tuyển. Cái ngày mà bạn chinh chiến thì bạn đã nhận được những thành tích như thế nào? Dạ, khi em còn tập luyện thì em được 4 năm liền vô địch giải quốc gia và được 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng giải trẻ châu Á. Trời. Châu Á luôn nha. Cái mà duy trì phong độ mới khó đó. Dạ thôi. Bơi lội mình phải giỏi, mình mới có thể là bơi lặn. Bởi vì vừa bơi mà lặn sâu ở dưới á, chứ không phải là bơi ở trên, bơi ở dưới nha. Và đây chính là người đàn ông có dung tích phổi nằm trong top đầu Việt Nam. Trời. Wow. Anh, mỗi lần mà anh nín thở được bao lâu vậy anh? Mỗi lần mình nín thở nếu mà cố gắng thì có khoảng chừng trên 2 phút cho tới 3 phút. Nín thở 3 phút, phổi khỏe quá. Sao mà được? Các bạn à, có những cái là món quà trời cho. Đúng rồi. Có những cái là do tập luyện. Nhưng đây gọi là chân nhân đắc đạo. Ok. À, hay quá anh ơi. Và với một cái người mà đã lên đến cảnh giới cao như vậy thì nếu mà mời một cái người tầm thường ra thì không có gì để đóng. Cho nên tôi cũng mời một siêu sao trong lĩnh vực gym. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ đấu thủ được bảo vệ bởi chuyên gia Khánh Xì Ảm đến từ đội đỏ. Xin được giới thiệu huấn luyện viên boxing Đặng Tuấn Kha đến từ Sài Gòn Sport Club. Xin chào anh. Vâng, chào bạn. Một cái bí mật rất là nho nhỏ. Đối thủ của anh cũng là một vận động viên chuyên nghiệp, nhưng mà anh ấy rất trẻ, kém anh 14 tuổi. Thì anh thấy rằng là những bạn trẻ như vậy
thường thường điểm mạnh của các bạn ấy sẽ là gì? Đối với những cái bạn trẻ thì cái điểm mạnh của bạn đó chính là cái sức bền của họ cũng khỏe hơn, và cái sức rướn đến khi mà đạt đến cái ngưỡng mà thể lực của họ họ rướn được xa hơn những người cao tuổi hơn. Nhưng mà anh vẫn có sự tự tin để có thể chiến thắng được những bạn trẻ. Mình sẽ cố gắng. Em hy vọng rằng là anh sẽ có một phần thể hiện tốt ở trong đấu trường của Thách Là Chơi. Và ngay bây giờ xin mời anh bước vào đấu trường của Thách Là Chơi. Cảm ơn bạn. Xin mời anh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, tôi chuyên gia Khánh Xì Ảm ngày hôm nay đưa tới đây một vị huấn luyện viên boxing đến từ Sài Gòn Sport. Xin mời anh. Vâng, xin chào mọi người, mình tên Đặng Tuấn Kha, hiện tại mình đang là huấn luyện boxing của câu lạc bộ Sài Gòn Sports Club. Anh làm trong cái lĩnh vực này được bao nhiêu năm rồi? Không tính thời gian mình tập luyện thì thời gian mình làm công tác huấn luyện khoảng 8 năm. Dạ. Wow. Anh đã từng có những thành tích gì trong công việc của mình ạ? Tại câu lạc bộ Sài Gòn Sports Club thì mình đã đào tạo kết hợp với lại hai huấn luyện viên người Philippines khác để tạo ra một số nhà vô địch đạt đa WBA của châu Á. Ví dụ như Trương Đình Hoàng hoặc là Lê Hữu Toàn, vận động viên kỳ tướng quốc gia. Có nghĩa anh là chuyên về huấn luyện. Vâng. Anh thường là chơi boxing nhiều hay chơi tạ nhiều ạ? Thật ra mình chơi cả hai. Tại vì cái tạ nó sẽ bổ trợ cho boxing, nó tăng lượng cơ bắp, đúng loại cơ bắp mình cần để phát triển sức mạnh của đấm tốt hơn. Dạ, tôi cũng đang đi hai môn. Dạ. Các bạn hãy ngó lên sân khấu. Đây là những mảnh Lego. Màn hình chiếu hình nào ra sắp cái đó hình đó thôi. Ủa, sao công việc mà thiên về trí nhớ hơn là tay chân vậy anh? Thưa các anh chị, đâu phải muốn xếp là xếp. Xin các anh chị dùng đôi mắt thần kỳ của mình dòm vào sợi dây kinh khủng mà chúng tôi đã đặt ở đây. Cái gì vậy? Cái dây kéo người. Là một sợi dây thun mà nó dày như dây thừng. Họ như những cỗ máy. Họ nhìn vào hình, họ phải từ đó họ chạy lên tới đây lấy Lego và xếp hình ở đây. Và các bạn biết là lực cản ở đây nặng kinh khủng. Hai chuyên gia cho tôi biết làm cách nào để đấu thủ các bạn thắng trong trò chơi này. Đối với trò chơi này thì chúng ta cần cái sự nhanh nhẹn. Chính vì vậy tôi đã liên hệ và mượn đến đây một cái cân. Và tôi sẽ cân thử MC trước ạ. Mời MC lên. Đâu dài tôi không 5kg rồi. Dạ. 78 mặc luôn đồ đó. 79 nha. 78.4 ông ơi. Nói thẳng với các anh chị là sáng nay tôi trước khi đi làm cũng có cân nhẹ. Khi tôi chưa ăn sáng và chưa có một cái gì trên cơ thể thì tôi nhìn xuống cân tôi cũng thấy được con số 73.8. Giữ vậy lên, giữ vậy. Sao giữ vậy ta? Sao lên giữ vậy? Sao giữ vậy? Ủa khoan, chương trình mình về thể thao hay là mình về sức khỏe vậy ta? Ê, mà công tu chi vậy? Thì đó, ai biểu leo lên. Xin mời thân chủ leo lên cân ạ. 666, 366 đẹp. Xin mời thân chủ của đối thủ tôi. 87. 87 luôn. 87 kg. Anh còn nặng hơn em nữa. Nhưng mà sao nhìn ảnh fit quá ha. Tao khoan nữa, bà lấy cái cân này là chi vậy? Để tôi cân. Tôi coi số lượng ký. Tại sao khi cái này phải chạy rất là nhanh, cho nên cần cái trọng lượng nhỏ hơn để nó kéo thoang, về thoát thoang thoát thoang thoát chạy lấy và sắp. Còn nếu cái gì mà gánh tạ này nọ thì anh kia chắc chắn là thắng. Nhưng hiện tại anh bị bự quá, cho nên vấn đề tôi cân là có lý do. Cũng có lý. Kính thưa quý vị, cho tôi nói lại. Cái cọng thun này rất là nặng thưa quý vị. Để mà kéo một con người thì nhẹ thì kéo cái lực nổi. Kéo càng mạnh không hơn nổi. Đúng không ạ? Đúng rồi, đúng phải rồi. Phải nặng thì nó mới giữ lại. À thưa anh có học về quán tính không ạ? À quán tính là sao ạ? Cái vật nó càng nặng thì lực nó kéo về càng nặng chứ sao là càng nhẹ được. Vấn đề là chân trụ thôi. Dạ, nhưng mà anh ta là tập tạ, là tập ở nơi gọi là trên mặt đất có không khí. Nhưng thân chủ tôi ở nằm ở dưới nước hết. Cho nên cái lực cản của nước rất là mạnh. Mà anh ta luôn tiến về phía trước bằng cái đôi tay và đôi chân của mình. Cho nên cái phần này coi như là đúng cái gu của anh ta luôn. Nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ lại là cái cảm giác trên nước nó nhiều khi nó khác cảm giác ở mặt đất. Anh này ảnh tập, các bạn thấy là trong gym nó có cái giật dây, vũ dây. Có cái đi kháng lực. Đó thì nó quen.
Còn nhiều khi anh này anh đi anh lạ lướt trên mặt nước, mà nhiều khi lên mặt đất thì anh lại chưa quen thì sao? Thí dụ làm như công chúa thị tề hay sao, lên mặt nước đất chưa quen. Nhưng chưa, tôi hỏi bạn là bạn bơi thì bạn phải bơi một quãng đường dài bao nhiêu? Cự ly chuyên của em thì em phải bơi 200, 100 hoặc 50. Nếu mà 200 thì anh bơi khoảng bao nhiêu thời gian, bao lâu? 100 mét là 45 giây. Mình chạy bộ không lợi nha. Xin cho câu hỏi anh là cái tạ mà cái mức mà nâng ngực của anh là khoảng bao nhiêu ký cao nhất? Nếu mà nâng ngực nặng nhất, mình nâng tổng trọng lượng tính cả cây đòn là khoảng 100. 100. Còn cái anh nếu mà squat thì anh cầm nó khoảng bao nhiêu ký? Squat cũng ở cỡ đó, hơn một xíu. Cũng cỡ đó luôn. Ê, cái này có cái đeo đấu nha. Bây giờ để các bạn cảm nhận rõ hơn về sự dây thần, tôi xin mời các bạn trải nghiệm. Chúng ta chơi một cái game nho nhỏ. Bây giờ bạn Khánh với là bạn trai này sẽ cùng đến đây để lấy Lego màu của mình. Khánh lấy Lego màu cam, bạn lấy Lego màu hồng. Ai lấy hết được cái đống Lego của mình trước người đó thắng. Ok anh. Bây giờ bắt ai nè? À, tôi bắt anh Khánh Siam ạ. Khánh Siam, bạn bắt đây, ai? Đây, đi qua đây, đi qua đây. Thôi em bắt em nhỏ của em. Bắt em đó. Nhỏ, bạn bắt ai? À, thấy mập mập vậy chứ em bạn biết. Đấu thủ, bạn bắt ai? Bạn nói áo đen. Khánh hả? Bạn Khánh. Đấu thủ, bạn bắt ai? Chào bắt Khánh luôn hả? À, bạn này là Khánh Siam rồi. Bạn này nhỏ con, bắt nhỏ con. Ok, bên này có hai người nha. Tôi cho bạn này một niềm tin, tôi qua đây. Rồi, chuẩn bị nha. Khánh ơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên Khánh ơi. Để qua đây. Có muốn thử không? Thấy chưa? Wow. Không phải muốn lấy là lấy đâu. Trời ơi Khánh ơi, tự hào. Khánh ơi, gia đình tự hào Khánh ơi. Các bạn thấy không? Không phải muốn lấy là lấy đâu. Huy quăng qua thôi được rồi. Quăng qua không được rồi Huy ơi. Giống Khánh kìa Huy. Không, phải đi qua. Không có được đứng như vậy. Ăn gian. Hay quá Khánh ơi. Trời đất ơi, cả gia đình tự Khánh hào Khánh ơi. Dễ sợ Khánh luôn á. Cả gia đình Khánh ơi. Khánh phải đi qua cho đàng hoàng. Ủa Khánh ơi, sao mà chen? Trời ơi, một chen lắm nữa chứ. Cảm giác thở dốc rồi. Trời ơi, cái thay kìa. Ôi, sức bền quan trọng nè, sức bền quan trọng nè. Mà dễ đó, cái này, cái đoạn này mới khó nè. Hơi cực nha. Cái đoạn này mới khó nè, đó. Khánh Siam đang thở không nổi à. Các bạn thấy chưa? Các bạn đã hiểu cái lý do của cọng dây chưa? Cái lưng bên này đỏ nặng hơn nè, Khánh kéo quá rồi. Khó lắm, khó lắm. Chuyên gia gì mà mệt mỏi vậy? Trời ơi, sao chuyên gia mà chơi xấu vậy? Mệt quá. Chẳng nhận nó chơi hay mà nó không chơi dơ. Chuyên gia mà chơi xấu dễ sợ. Chơi dơ quá hả? À, ơi, cả gia đình đang xem hả? Ơi. Sao vậy? Trời ơi, cố lên. Khánh bự quá là không lại. Trời ơi, Khánh nè đi rồi. Trời đất ơi, tôi chết rồi. Còn có một miếng. Cố lên em trai. Cố lên. Cố lên em trai. Trời ơi, nó luyện nhỏ như quá. Luyện con thằng lằn. Trời ơi, trời ơi. Qua đi, qua đi. Thời cơ, thời cơ. Chạy đi thời tới rồi ơi. Cố lên Huy ơi. Hay quá. Khánh ơi. Khánh ơi. Ok. Không, cái này phải hô hấp nhân tạo. Hay quá các bạn ơi. Hay quá, giỏi quá. Một tràng pháo tay cho bạn Khánh Huy. Thấy chưa? Đâu phải nhỏ con mà thua được. Ý chí hay. Dạ. Và nhanh nhẹn. Đúng. Những đoạn cuối phải cần nhanh. Thưa quý vị, đã đầy đủ dữ liệu, mời các bạn về chỗ quyết định. Vận động viên bơi lội anh Trung Thành là đội xanh, còn anh Tuấn Kha bên boxing là màu đỏ. Chúng ta chọn nào? 3, 2, 1. Ba đỏ một xanh. Vâng, nếu như anh ta thắng, duy nhất bạn Gia Huy sẽ được 4 triệu. Và chuẩn bị, xin mời hiển thị hình ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Thích theo hình nữa, thích theo màu, màu nữa. Thích theo màu nữa nha anh ơi. Cố lên anh ơi, cố lên bốc xin ơi. Ủa có không hay là màu nào cũng được? Phải đúng màu nha. Đúng màu thích nha. Thích theo màu nữa đó anh. Anh Trung Thành ở dưới này chắc là kỹ màu nha màu hồng anh ơi, có chỗ có cái càng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, màu hồng. Lấy hết ba rồi đúng rồi. Thích theo màu hồng. Mỗi lần lấy một viên thôi anh ơi. Canh lại, canh lại, canh lại. Ê, cái này sai rồi nè. Mỗi lần lấy một viên nha.
Anh Thanh check màu kỹ lại anh Thanh ơi. Canh lại, canh lại. Canh lại nè 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 nè. Anh Thanh ơi. Ba cam rồi, bốn cam rồi. Hàng cuối anh Thanh. Ba màu hồng. Giữ lấy một cái cam ra đi. Một màu cam đứng thứ hai ở ngoài điểm vô á. Đúng rồi, một màu cam và một màu hồng cuối cùng. Giờ anh lấy màu cam đi, đúng rồi. Cái hồng thì luôn nè. Bây giờ tôi biết. Đẩy qua cam, đi một cam vô. Đúng rồi nha, cam vô, đúng rồi anh Thành. Đúng rồi anh Thành. Của em à? Bình tĩnh anh Thành ơi. Đúng rồi, xích pha lê đúng rồi. Ba cái hồng luôn. Ba cái hồng luôn, anh cứ chạy đi. Ba cái hồng tiếp theo, anh ơi. Ok, come on. Anh dùng hết. Cố lên anh ơi. Anh theo. Anh lấy màu đi, anh làm cho chị anh tới. Anh ơi, cố lên. Anh Thành lấy màu. Ok. Sao ơi, hai cái hồng. Tỉnh anh Thành ơi. Cái cam ở đây. Thiếu một cái màu cam bên kia. Yeah. Rồi, cố lên. Yeah, rồi, rồi. Một cái cam. Mình có một cái cam ở trên này nè. Hồi nãy lấy từ đầu nè. Thôi, chỉ có hai cam thôi. Chúng tôi xong rồi ạ. Bây giờ anh ta đứng ngược lại cho nên ta xếp ngược lại. Nhưng mà mọi thứ là chính xác. Vâng, chúc mừng đội đó. Hay quá anh ơi. Bạn này mất thời gian ở chỗ lúng túng là bởi vì hơi làm sai cái hàng thứ hai. Dạ đúng rồi. Cho nên mất sức nhiều là vì đứng ở đó lâu là suy nghĩ. Còn anh này thì anh để ý từng viên và anh đi rất là nhanh. Hay quá. Ba cô gái mỗi người được 1 triệu 3. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai đấu sĩ. Và chúng ta sẽ đến với vòng 2 sau ít phút. Mì Coco Mì 90 siêu năng lượng, giá chỉ 4.000 đồng. Quý vị và các bạn đã trở lại với vòng 2 của Thách Đặt Chơi. Ở vòng thi này sẽ là phần thi đồng đội, cho nên chúng ta sẽ có một setup khá là phức tạp trên sân khấu. Đây là một bộ môn khá là thú vị, cần sự teamwork chặt chẽ. Cho nên chúng tôi sẽ giới thiệu hai đội. Và đội đầu tiên là đội xanh, được bảo vệ bởi chuyên gia Sam Francis Lâm. Xin chào hai bạn đã đến với chương trình Thách Đặt Chơi. Thì các bạn có thể giới thiệu các bạn tên là gì và các bạn đang tập luyện môn gì được không? Xin chào chương trình ạ. Xin chào anh MC Bình An. Em tên là Thanh Trang, còn bạn này tên là Đình Nguyên. Thì hai tụi em cũng đã tập trung với nhau cũng một thời gian dài. Dài là bao lâu? Cá nhân em thì theo tập thể thao là từ được 12 năm. 12 năm. Còn bạn Nguyên là tập luyện võ đến lại những môn thể thao khác là cũng từ 4 năm. Bọn em thì tập luyện môn gì nhỉ? Em tập và luyện 12 năm đó là môn taekwondo. Taekwondo. Còn bạn Nguyên thì em tập luyện môn kicking và parkour. Và khi mà hai bạn đến đây thì hai bạn cảm nhận thấy team của mình mạnh nhất ở điểm gì và điểm hạn chế của team là gì? Cái điểm mà mạnh nhất tụi em có là nhanh nhẹn. Còn mà điểm yếu nhất của tụi em đó là thể lực không được dồi dào. Chắc chắn rồi, chương trình sẽ đem lại những thử thách mà có cả những sở đoàn của bọn em và có cả những sở trường của bọn em nữa. Và anh xin chúc hai em sẽ có phần thi đấu, phần thể hiện tốt nhất ở trong đấu trường của Thách Là Chơi. Và ngay bây giờ xin mời hai bạn tiến vào đấu trường của Thách Là Chơi. Tôi là chuyên gia San Francisco Lâm và đây chính là hai thân chủ của tôi. Trời ơi! Thấy ghê chưa? Thập diện mai phục. Quá trời. Thấy ghê chưa? Thấy ghê thiệt. Thì bây giờ hai thân chủ tôi sẽ nói đôi nét về bản thân của mình. Xin mời thân chủ ạ. Em xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại chương trình Thách Là Chơi. Em tên là Ngô Thanh Sang, em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, còn em tên là Lê Đình Nguyên, em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai tụi em là ở cái chốn nào, cái xứ nào mà tụi em khinh công giỏi vậy? Dạ, tụi em cũng xuất xứ từ taekwondo ra. Taekwondo hả? Tụi em mà mỗi người học bao nhiêu năm rồi? Em thì được 4 năm ạ. Em cũng đã được 12 năm ạ. Dạ. Trời ơi. Và hiện tại công việc là diễn viên hành động và bao những cảnh hành động ở trong những phim lớn. Và đây chính là diễn viên của A Ố Xô. Trời ơi. Và hiện tại cũng đang diễn luôn. Đã chinh phục khán giả Việt Nam và chinh phục tất cả khán giả nước ngoài. Bởi vì lưu diễn liên tục trong và ngoài nước.
Hay quá, hay quá, hai người quá giỏi luôn. Background giày cuối. Tôi đang lo cho cái đồ kia, không biết là họ có dám ra hay không. Không, em nghĩ là dám. Nãy tôi có nghe lén. Hồi nãy là tôi bóng chúc cho chúng là hai thân chủ tôi vui quá. Khiều phải không? Tôi vui và tôi hãnh diện quá, tôi chạy tung tăng và tôi có nghe lén được cái thông tin bên kia. Cũng dữ dội. Tôi xỉu nghe ngay cánh gà. Trời ơi. Vậy thì họ là ai đây? Thưa quý vị, họ là đội đỏ được bảo vệ bởi chuyên gia Khánh Siam. Đức Cảnh Bình An bây giờ đang là hai vận động viên chuyên nghiệp của bộ môn Jiu-Jitsu, một bộ môn hoàn toàn mới ở Việt Nam. Thì sau đây xin mời hai bạn giới thiệu về từng thành viên trong đội của mình. Mình tên là Trần Ngọc Lượng, còn đứng cạnh mình đây là Nguyễn Anh Minh, bạn tập chung với mình. Hai bạn đã tập môn này được bao lâu rồi? Mình thì tập được 3 năm. 3 năm. Em thì tập được 2 năm. 2 năm. Bây giờ để cho các bạn thoải mái hơn trước khi bước vào sàn đấu của Thách Là Chơi thì chúng ta sẽ có một màn khởi động nho nhỏ ở đây. Thì ok, bây giờ bạn cho mình một cái thế đứng đơn giản và trong thời gian nhanh nhất thì bạn sẽ hạ gục mình. Ok, nếu như mà đẹp nhất thì mình sẽ lấy under hook và mình sẽ bốc ngang mình vào xuống. Ơi, từ đập tay luôn ông ơi. Ôi, mình thấy là các bạn đã rất sẵn sàng để bước vào sàn đấu của Thách Là Chơi rồi. Ok, bây giờ đập tay cái để đi vào trong kia nào. Ok, chúc các bạn sẽ thi đấu tốt nhá. Xin mời hai bạn. Kính thưa quý vị, tôi xin được giới thiệu, tôi là chuyên gia Khánh Siam. Và ngày hôm nay tôi đem đến đây hai vận động viên Jiu-Jitsu chuyên nghiệp. Jiu-Jitsu là một môn võ chuyên trị đau nhức xương khớp. Tức là sao? Đây là một môn võ thiên về tấn công. Khi tấn công đối thủ thì chúng nói chung là khó diễn tả lắm. Tôi xin nhường lại cái quyền giải thích cũng như là giới thiệu cho hai đại hiệp của chúng tôi. Dạ, mời anh ạ. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em chào anh Quốc Khánh, anh Lê Dương Hòa Lâm, anh Trấn Thành và các chị ngồi đây. Em tên là Trần Ngọc Lượng, em tập bộ môn Jiu-Jitsu được 3 năm. Em chào anh Trấn Thành, em chào anh chị và mọi người ở trường quay ạ. Thì em tập luyện Jiu-Jitsu được 2 năm ạ. Dạ vâng, cho tôi xin bổ sung thêm mà trước khi tôi ra thì bên đây là một người học 12 năm, một người học 4 năm. Thì nghe bên tôi người học 2 năm, người học 3 năm, quý vị nghe có vẻ ngắn đúng không ạ? Nhưng mà quý vị một chút xíu nữa hãy nghe thành tích của các anh đây. Trên dưới tàu đâm là mười mấy, hai mấy, ba chục cái huy chương vàng thi toàn quốc. Mặc dù chỉ học có 2 và 3 năm thôi. Thưa MC, thường thường là những người này ra thì tôi thường hay giỡn trựng đúng không? Tôi thường thấy là các con, các bé đồ không ngồi được chơi. Khiêu khích đồ. Đúng, hồi nãy tôi cũng thắc mắc là cái môn võ đây là môn võ gì mà cũng không biết. Tôi mới là tôi hỏi cái anh áo đen. Thì anh nói là anh Lâm ơi, cái này chuyên về tháo khớp nha anh nha. Đánh trọng tâm vào những cái khớp. Là làm sao vậy, em diễn tả cho những khán giả truyền hình mà coi như là người trần mắt thịt như tôi để được biết cái chiêu chích su của tụi em. Sau đây thì em sẽ thị phạm một vài kỹ thuật trong bộ môn Jiu-Jitsu. Thì khi mình đánh đứng với một đối phương, mình có thể kết thúc đối phương bằng đòn đánh đứng là một tay giữ lấy cái vạt áo, một tay còn lại mình sẽ khống chế một bên, tay trái hoặc tay phải. Nhưng mà ở đây trong trường hợp này em sẽ khống chế tay phải của đối phương. Sau đó mình sẽ lôi xuống đủ với chiều cao, mình có thể khóa đối phương. Em đã dùng kỹ thuật đòn chốc bằng vạt áo của chính đối phương luôn. Thí dụ đối phương không mặc áo thì nắm cái gì? Nếu như đối phương không mặc áo thì em cũng có thể làm được đòn này. Mình sẽ dùng một tay bám lên sau cổ đối phương, sau đấy mình kéo xuống. Kéo xuống. Mình rồi, để một cái tay còn lại và sau đấy mình sẽ đan hai cái tay vào nhau và mình sẽ kéo đối phương lên. Ôi trời ơi. Là nghe cái rắc rắc rắc. Cổ này thì đánh vào mạch máu ở hai bên cổ của đối phương, làm đối phương sẽ thiếu oxy bơm lên não và sau đấy đối phương sẽ táp hoặc là đi vào giấc ngủ. Đi vào giấc ngủ. Em ơi, thế em có thể diễn tả rõ hơn một tí về cái giấc ngủ này là giấc ngủ ngàn thu hay là giấc ngủ tạm thời ạ? À? Trong từ khoảng 5 đến 10 giây thì đối phương sẽ rơi vào trạng thái ngủ. Sau đấy khi mình thả ra thì cũng cỡ 10 giây sau thì đối phương sẽ tỉnh lại.
Và trong cái khoảng thời gian đối phương ngủ thì người ta sẽ không biết là người ta đã đi ngủ như thế nào. À, ôi trời, trời ơi, thật á hả? Anh Thành, vào đây. Anh bị mất ngủ đúng không anh? Anh bị mất ngủ thì anh có muốn ngủ liền không? Không, nãy có ngủ bù lại rồi. Hôm nay sức khỏe đang rất là ổn rồi. Nhưng mà chơi cái vụ này có ai xỉu chưa? Là trên sàn đấu là có ai xỉu luôn? Dạ, có nhiều trường hợp đã đi vào giấc ngủ rồi. Cái môn này lạ quá nhà. Dạ, sợ. Phải về với sệt mạng coi đi coi. Dạ, người ta tháo như thế nào. Không mà hay quá. Chung là hai bên này là đều là giỏi hay lắm. Ho. Hay. Rồi, hôm nay chúng tôi đã sáng lập ra một trò chơi. Ôi, một trò chơi vận dụng bộ não của con người thiệt là hay ho và hấp dẫn. Trên cái sàn này quý vị thấy chiếc kim tự tháp của chúng tôi được treo bởi dây. Đó được làm từ bao bố. Họ sẽ tự tính toán với nhau với những cái mắt treo ngẫu nhiên của chương trình. Làm sao để mỗi một chi của bản thân họ nằm trên một sợi dây. Wow. Và họ sẽ giữ vị trí trên không đó, cả hai người làm sao cũng được, miễn ở trên đó lâu nhất có thể. Thưa quý vị, chúng tôi xin nói về những thân chủ bên tôi. Hiện tại hai thân chủ tôi là diễn viên, đồng thời cũng là xiếc. Và không phải xiếc bình thường mà xiếc ở những show AO Show. Có nghĩa là sẽ tập một năm mới bắt đầu diễn. Bởi vì họ rất là tập trung và cái chuyên môn của họ rất là cao. Và hàng ngày, những cái sự tập luyện của họ bằng đôi tay thăng bằng. Và họ cảm giác là họ rất là an toàn và an tâm với cái trò chơi ngày nay. Bởi vì những cái này họ đã luyện tập hàng ngày và hàng giờ. Như cơm bữa đúng không ạ? Đúng. Còn bên kia họ chỉ bẻ, nắn, sờ, đánh. Ánh mắt của thân chủ tôi hơi có một chút ánh lửa rồi. Thôi thấy người ta có tia nhẹ nha. Dạ. Xin thân chủ giữ mồm giữ miệng. Bên đó võ công cao, nhưng là chỉ đi thi đấu để mà gọi là đối kháng thôi. Còn đối với những cái này tôi nghĩ là họ không có quen lắm. Cho nên cái phần này tôi nghĩ đội tôi sẽ chiếm ưu thế hơn. Cho tôi hỏi hai bạn diễn ảo show mà cái gì là cao điểm luôn là một ngày diễn mấy suất? Dạ, một ngày tụi em diễn có thể là 2-3 suất ạ. 2-3 suất mà siết mà diễn 2-3 suất là phải sức khỏe điên loạn. Rồi, đó là những chi tiết của bên đội màu xanh. Thế còn đội đỏ của chuyên gia thì sao ạ? Bên đây có vẻ như là có kinh nghiệm hơn chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia rất là nhiều giải. Và anh có thể đọc sương sương một số huy chương vàng cũng như là huy chương bạc của anh, những giải đấu anh tham gia được không ạ? Anh không nhớ đúng không ạ? Không nhớ hết luôn. Thầy thi nhiều quá để em khai viên em đọc giùm ảnh à. Khoai viên chân hoàng giải Du Mau International Jiu-Jitsu 2019 tại Việt Nam. Hai huy chương vàng giải vô địch Jiu-Jitsu toàn quốc 2021. Hai huy chương vàng giải vô địch Jiu-Jitsu toàn quốc 2022. Một huy chương bạc giải vô địch Jiu-Jitsu châu Á tháng 3 năm 2022. Không mà nói sơ sơ vậy là nhiều vàng quá, nhưng mà thi tới châu Á lần hả? Dạ, giải lớn nhất hiện tại của em là châu Á tháng 3 vừa rồi. Trời ơi. Trời ơi, giỏi quá mà huy chương bạc nha. Chúng tôi xin bổ sung nha. Bây giờ tính về cái hình thể, chúng ta sẽ đu hai tay và hai chân lên. Thì chúng ta phải tính cái hình thể nhẹ hơn sẽ gọi là lợi hơn. Và tính về hai cái body bên đây thì sẽ mỏng hơn bên kia. Bên kia các anh gọi là dai u thịt bắp quá. Khi mà đu lên như vậy thì cái phần gọi là nở nang của các anh nó sẽ trì xuống. Với lực hút của trái đất thì sẽ trì xuống và các anh sẽ trụ không nổi. Tôi lần đầu tiên tôi hãnh diện vì chuyên gia đã nói vào một cái gì đó rất là khoa học, rất là trí não. Tại vì cái đồ phai tốt quá, không có dám nói bậy. Mà hợp lý quá. Mà hợp lý. Tôi thấy là đúng nha. Đúng. Ai mà nhẹ hơn sẽ có lợi thế hơn chứ, tại lâu mà. Lâu thì càng nặng thì cái trọng lực nó càng nhiều. Đầu tiên cho tôi hỏi là anh bao nhiêu ký à? Hiện tại em đang 65 ký. Còn anh là bao nhiêu ký à? Dạ em 66 ký. Dạ vâng, bên đây cho em hỏi là anh bao nhiêu ký à? Dạ em 57 ký. Tôi 80 ký. Tôi không nghe. Quý vị à, có vẻ như là cân nặng của chúng tôi á là hơn bên đây, bởi vì bên chúng tôi đã tập luyện nhiều để tăng khối lượng cơ bắp để làm chi à? Bởi vì môn võ chúng tôi á chuyên là để siết, để giữ đối phương. Và mọi người tưởng tượng đi, một con người ta mà anh này ảnh siết, người ta không nhúc nhích được thì cọng dây là cái gì thưa quý vị? Tôi sợ ảnh siết đứt cọng dây, chương trình phải thi lại từ đầu. Trời đất ơi. Dạ vâng, tôi xin nói vậy thôi. Tôi thấy bên kia đang thua cuộc và bắt đầu gọi là rơi vào trạng thái hư không. Anh nói ai thua? Anh nói ai thua? Anh nhìn thẳng gương mặt không bên đây, anh nói ai thua? Thật ra cái gì chuyên gia nói kia cũng có lý anh. Dạ. Nói về ảo show thì mọi người biết là những cái vật dụng ở trong đó họ làm những cái từ thiên nhiên dân dã của Việt Nam mình. Ví dụ tre cũng như là những cái thuyền thúng. Và tôi còn nhớ cái cảnh là lúc đó người mẹ chạy ra chỉ đứa con thả diều. Đó là
Ngày con còn nhỏ, mẹ hay bồng con ra bờ đê, chỉ lên trời xanh, cao cao bay mãi con diều. Chỉ lên đó không phải là con diều, mà là diễn viên của tôi. Bài thơ gì mà sao dài, lọc mỏng, vô gì đó vậy? Nghĩa là con diều, nhưng mà không là con diều, mà là cái con người trên này. Ảnh bu vào cái cây, và ảnh thẳng nghiêng người như thế này. Ảnh làm con diều, để cho diễn viên cầm ra, bay dèo 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 như thế này. Chứng tỏ ảnh có cái lực tay rất tốt và người ảnh thăng bằng cực kỳ nhẹ. Và đến với cái thử thách này là chính xác luôn. Không, chi tiết này đáng giá. Đúng, nãy giờ nói đổ mồ hôi sôi nước mắt. Và bây giờ tôi nói hoài mọi người nói tôi xạo. Và bây giờ hai thân chủ tôi sẽ biểu diễn sương sương nhẹ nhẹ để cho mọi người mãn nhãn nha. Mời hai thân chủ ạ. Chắc nịch nha. Yeah. Hồi nãy tôi thấy nhưng mà lỡ đó, tôi nói xui xui đó. Rồi mình coi mình không biết á, định vô coi kỹ hơn, đưa cái mặt vô nó làm một cái chóc. Trời ơi, cái sụn văn còn. Mà trong đây ai có sụn à? Tôi. Thế đó. Anh lại gắn ghép cái xui xẻo vào người của tôi. Bao nhiêu lần rồi. Thôi chỉ cảnh báo thôi, chứ không phải là gắn ghép. Bên này thì có cái gì không ạ? À? Bên kia làm hay quá. Thì bánh ít cho đi thì bánh quy cũng phải cho lại. Dạ, dạ, đúng rồi. Nhưng mà tôi đáng tiếc một điều là bên đây tiết mục hay quá, là một tiết mục chấn động. Nhưng mà chúng tôi là không chuyên về chấn động mà chuyên về chấn thương thôi. Cho nên là chúng tôi xin phép cũng biểu diễn, nhưng mà biểu diễn tương đối nhẹ để cho quý vị hình dung được cái môn giỏ. Môn võ. Môn giỏ là môn gì? Tôi đứng cái hai anh tôi nhỏ bé quá. Mà tôi không nói nhiều nữa. Mời hai anh ra biểu diễn à. Wow, đơn giản vậy thôi. Cái này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà tại vì cái này là mang tính thực chiến nhiều, anh hiểu không? Thì thôi bây giờ thế này, là nhìn thì cũng không thể hình dung ra được đâu. Thì tôi nghĩ là họ có cái chiến thuật của họ. Cái vụ chụp đó mà, bên này chụp giỏi. Còn bên này là chắc là tập luyện quen, sức bền. Bây giờ mọi người có ai thắc mắc gì nữa không ạ? 30 giây suy nghĩ, bắt đầu. Em muốn hỏi cái đội bên của chuyên gia Quốc Khánh ạ. Mời bạn. Em xin hỏi mấy anh là bình thường cái môn mình á, một hiệp đấu mình tốn bao nhiêu thời gian ở trên cái sàn đấu ạ? Câu này hợp lý nè. Bộ môn em chỉ có một hiệp đấu thôi, tùy vào luật. Dạ. Mà hiện tại đang ở Việt Nam thì giải toàn quốc thì là một hiệp 6 phút. 6 phút hả anh? 6 phút mà rỉ nhau, mà rỉ liên tục 6 phút thì tụi em tưởng tượng nó kinh khủng. Cho em hỏi thêm là khi mà mình thi đấu thì mình thi đấu như vậy, nhưng mà khi mà mình tập thì các anh tập những cái gì ấy? Tập tay nhiều hay tập chân nhiều hay là... Thường thường điểm quan trọng nhất của thi đấu ghi khi có võ phục là tập về nắm grip. Thế nắm phải không anh? Dạ, cái thứ hai là về kỹ thuật chuyên môn, sau đấy là drill những cái kỹ thuật và những cái phương án tấn công, phòng thủ và counter lại đòn tấn công của đối phương. Có tập thể lực không? Dạ, đó là... điều tiên quyết đầu tiên. Đúng không? Mình có tập về thăng bằng nhiều không anh? Các bạn ơi, chúng tôi có chơi nữa. Chia câu hỏi với chúng tôi được không ạ? Tại sao lại nghiêng về một bên như vậy? Xin anh thông cảm là bên anh á, cái môn của anh nó rõ ràng quá. Những cái thành tích của anh người ta còn coi trên show diễn rồi. Tại sao mà thân chủ tôi ngồi ngáp 3 lần mà không ai đặt câu hỏi? Trời ơi, khó quá. Người ta đang tìm hiểu cái môn bí ẩn này đây nè. Rồi, hỏi đủ rồi. 3, 2, 1, vô. Ba đỏ một xanh, nếu như đội đỏ thắng 8 triệu chia 3, nếu đội xanh thắng 8 triệu thuộc về chế Nguyễn Quỳnh Châu. Em cho tôi biết vì sao em đơn thân độc mã ủng hộ cho đội AO. Em có một người bạn cũng diễn cho màn AO show là diễn viên múa Đặng Minh Hiền á. Thì em thấy anh Hiền mỗi lần mà anh tập đi tập show, cái sức lực nó dã man lắm, tập ngày tập đêm và người của ảnh rất là rắn luôn. Thì em tin là các anh khi mà diễn cho màn AO show rồi, cái kinh nghiệm và cái độ bình tĩnh trên sân khấu của các anh sẽ tốt. Đúng, cũng có cơ sở, có nghĩa là con bé có bạn bè trải nghiệm rồi, thấy rồi.
ít ra chuyên gia sang và xích lâm của chúng tôi cũng đỡ bị cô đơn mà khi mà bị bỏ rơi á. Anh Lâm hên lắm. Hai bạn là ẩn số của chương trình, tôi cũng thật sự chưa biết là hai bạn sẽ làm gì với nhau. Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu vào kim tự tháp ạ. Rồi, chuẩn bị 30 giây quan sát bắt đầu. Thời gian quan sát đã hết và bắt đầu định vị. Thấy là bên đội xanh dùng chiến thuật mang giày nha. Có chiến thuật riêng nha. Ừ, hay ha. Ok nha. Yeah. Đội xanh, ok. Tính giờ. Trời ơi, cố lên. Đội xanh ta ok rồi, hai ông định vị đi nè. Nó thiêu như tranh thiêu chữ thập vậy đó. Cái này kêu bằng đang nốt rồi. Nó đang luôn rồi. Áo xanh nó ngủ luôn rồi. Trời ơi, quá rồi, chắc nịt rồi. Ê, cái này vui quá. Lâu lắm, cái này lâu lắm. Cái mặt dựng dưng, trời ơi. Ôi, sao có cảm giác là lâu nha. Sẽ có người mỏi nha. Mỏi chứ, nhìn mỏi chứ. Bên đây còn nói chuyện riêng gì nữa kìa. Thưa quý vị, hiện nay tôi thấy tình hình này có bộ không ổn cho chương trình. Bộ xanh cố lên. Trong trường hợp mà lâu quá, bây giờ hai chuyên gia đội đối thủ vào lòng, các anh được quyền lung lay cơ thể của họ. Nhớ là đung đưa chứ không phải giật ngược cho người ta xuống. Nhớ giùm tôi là đẩy cho người ta đung đưa cho nó mỏi hơn. Xin mời mấy anh trai. Em xin lỗi mấy anh trai. Anh Lâm ơi, cẩn thận nha. Anh Lâm ơi, coi chừng cái sụn nha anh Lâm ơi. Này thục chỗ cái cũng chắc cũng đi xa. Đung đưa đi, đung đưa. Dần. Bây giờ các bạn khỏe quá. Quá là khỏe. Chúng tôi không thể đủ cái kiên nhẫn mà ngồi chờ các bạn rớt cái tụm xuống được. Đúng rồi. Chúng ta phải đổi luật chơi. Bây giờ hai bạn sẽ tính toán bàn với nhau, cử ra một đại diện. Chúng ta sẽ nắm hai tay hai chân theo hướng ngang. Chỉ có cái đó mới mỏi cho các bạn. Cái đó các bạn mới rớt thôi. Chứ còn ngoài ra các bạn sẽ không bao giờ rớt. Tự thương lượng chọn ra một người. Chọn ai chúng ta không cần nói, họ vào đó sẽ biết. Mời các bạn vào trong. Màu đỏ cố lên. Rồi, người còn lại hỗ trợ cho người kia. Nằm được trên không có 4 sợi dây. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, đi. Đừng có biểu diễn. Cái cổ tay nè. Nói chuyện nữa kìa, nói chuyện riêng nữa. Mệt không? Chị nói không? Ráng nha. Khóa lại, khóa tay được không? Anh nghĩ em áo đỏ nên đổi chiến thuật nhu người lại một tí. Đúng rồi, cái này nó hơi căng anh. Đúng rồi. Wow, đúng rồi. Nhiều thế quá. Bạn áo đỏ hay quá nha. Cái này giống Hồng Hài Nhi mà lúc mà bị cờ bị treo á. Dạ đúng rồi. Đúng lắm anh ơi. Một trận đấu thật là hay. Cũng mỏi nha, khóa cũng mỏi đó. Nhưng mà như vậy đó, đỏ rớt rồi, đỏ sắp rớt rồi. Bạn áo đỏ giỏi quá. Bên kia buồn ngủ quá, ngủ quên cái tuột xuống liền. Bạn áo đỏ là không chuyên trong cái môn này đó nha, mà giỏi ơi là giỏi luôn á. Đẹp ghê, dáng mảnh lên đẹp dễ sợ. Thấy mới rồi kìa, vậy là ngồi tới mai rồi. Tôi nghĩ là cuộc thi phải chuyển cho hai ông còn lại. Hai ông không chuyên về cái chuyện này. Đúng. Chọn này lại huê nhau. Quá giỏi, một tràng vỗ tay cho cả hai đội. Chúng tôi bây giờ giới hạn lại chỉ cho 2 giây mà thôi, cho cả tay và chân. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cái này mới rớt nè. Kéo xa xa ra, đúng rồi. Không sao, kỵ lên ơi, không sao.
Bình tĩnh. Ôi. Rồi. Chúng ta đã có kết quả. Không sao. Quá giỏi rồi. Thưa quý vị, từ lúc bắt đầu chương trình đến giờ, đây là phần đấu hay nhất. Wow. Tâm phụt khẩu phụt. Từ chuyên gia đến người chơi, không ai dám hó hé một lời, bởi vì họ là những người có thực sự là có tài năng. Quá giỏi. Dù cho ai thắng ai thua chúng tôi cũng không nói, là bởi vì nhiều khi chuyên môn không thuộc về nhau, đúng không ạ? Hai bạn này nhiều khi chuyên môn là về xiếc, các bạn đã đu quen rồi, còn các bạn này là tập võ thôi. Nhưng mà chúng tôi đổi luật chơi liên tục, các bạn cũng không có cơ hội để chuẩn bị. Nhưng mình nói đây là cái tinh thần thi đấu và sự chuyên nghiệp cũng như độ chịu đựng của các bạn thật sự hay là quá. Đàn ông đích thực. Wow. Rất đúng cái tinh thần thách là chơi ạ. À. Vô. Và họ cực kỳ tôn trọng đối thủ. Tôi thấy là sau khi họ có chiến thắng thì đội xanh cũng qua bắt tay đội đỏ, tỏ lòng ngưỡng mộ. Cảm ơn các bạn ngày hôm nay, cả hai đội đã đến đây để cống hiến hết mình. Và vì đội xanh đã chiến thắng, cho nên chế Nguyễn Quỳnh Châu là người duy nhất nhận được 8 triệu đồng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn hai đội đã đến đây để cho chúng tôi có một phần theo dõi rất là mãn nhãn. Và vòng 3 sẽ trở lại sau vài phút giây lòng. Mì Coco Mì 90 siêu năng lượng, giá chỉ 4.000 đồng. Các bạn đã trở lại với cách là chơi vòng cuối cùng. Vòng này giải thưởng là 20 triệu. Hãy cân nhắc cái quyết định của mình. Một đấu sĩ duy nhất đến với trường quay, anh ta sẽ phải vượt qua thử thách mà chương trình đưa ra, bởi vì điều đó anh ta chưa từng làm trong đời. Đây là một vận động viên cử tạ, anh ta tên là Lê Nguyễn Quốc Bảo. Xin mời. Em ơi, anh kêu vận động viên cử tạ em bên bơi lội thì mình vô đi rèn lát ra thi. Này. À không anh ơi, cái này là người bên chương trình em đó anh. Của em hả? Dạ, của em. Cử tạ thật á hả? Dạ vâng, em tên Lê Nguyễn Quốc Bảo, là vận viên cử tạ. Ủa sao, thiệt hả? Sao nhỏ vậy? Chuyên gia Lâm lên đứng gần bạn coi. Ủa là cử tạ là chuột đâu? Vậy nó mới lạ anh ơi. Tôi thấy bên này giống cử tạ hơn à. Anh Lâm là bên thể hình nè. Thể hình mới cần cơ bắp, còn cử tạ tụi em là cần sức mạnh và tốc độ. Tốc độ. Mời bạn giới thiệu một tí về bản thân. Xin chào anh Thành và chào tất cả các anh chị. Em là vận viên cử tạ của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh, từng là vận viên đội tuyển cử tạ của tuyển quốc gia Việt Nam. Quốc gia Việt Nam. Trong đội tuyển quốc gia bạn đã có thành tích gì? Dạ, thành tích cao nhất của em là 3 năm liên tiếp huy chương vàng trẻ thiếu niên thế giới. Wow, 2015, 2016, 2017 và 2016 em đạt 3 huy chương vàng trẻ châu Á ở Nhật Bản. Thế giới luôn, sao có chút xíu vậy? Trời, tôi đang tôi kiểm tra cái người này coi. Ôi, nhưng mà cứng lắm nha. Ờ, sao thấy bình thường như bao khó nhiêu người quá à. Ra đường dòm tới nói ừ em giờ này làm ăn tốt không, kiểu 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 như làm ăn đồ chứ buôn bán đồ chứ sao mà tạ chỗ nào trời. Em là thường nhà em vợt á, là em làm tạ khoảng nhiêu ký? Dạ, tập luyện bình thường thì ngày nào cũng tập trên 100 ký. Trời ơi, anh gánh 100 ký hả? Ủa là anh gánh nặng hơn anh luôn hả? Hồi nãy tôi nhìn vô tờ giấy là tôi đã muốn đột quỵ rồi. Và báo luôn nè, 5 mức mà chương trình thử thách cho anh ta. Mức 1 là 100 ký. Đó là mức 1 đó. Trời ơi. Khởi điểm. Mức 2 120 ký. Trời ơi. Trời ơi. Mức 3 140 ký. Trời ơi. Mức 4 150 ký và mức cao nhất là 160 ký. Wow. Rồi, chấn động nha, chấn động. Rồi. Chấn động chưa? Cái này ném về tạ gánh ảnh chứ sao anh gánh tạ được ta? Mà xương sống nó mà chịu nổi. Em, cái này là nhiêu vậy cưng? Cái này 60 ký. 60. Chuyên gia Lâm anh ở mức này anh nổi không? Nếu mà nằm á thì em nổi, nhưng mà đứng mà để mà đúng rồi, kéo lên. Bây giờ không cần, bây giờ bạn lên tới đây thôi được rồi. Bạn thử coi coi là có nổi hay không. Thôi cẩn thận anh Lâm nha. Cái địa đệm nha, cái địa đệm nha. 1 2 3. Rồi, cái đó 100 á hả? 60, 60. Trời ơi, 60 mà anh Lâm xanh mặt mày cho vậy. Lên lên nổ tay lên rồi. Thôi bạn ơi. Thôi bạn ơi. Thôi anh ơi. Thôi. Trời ơi. Cái thắt lưng anh ơi.
Trời, sợ cái lưng quá. Thôi ha. Đỏ mặt đỏ luôn. Nhưng mà em nghĩ là cái việc mà chúng ta đẩy tạ mà để tập ngực á, thì anh Lâm đây tập 100kg á, mà có người đỡ thì cũng bình thường. Nhưng đúng, mà đúng, để mà theo cử tạ mà để khinh lên đây nè anh, thì nó là một cái điều rất là ghê. Anh ta sẽ cầm cái này đưa lên trên vai. Trời ơi. Sau đó anh ta squat một cái nữa, đưa lên và để xuống thì nó làm hoàn thành. Squat nữa. Squat cái nữa. Mới thấy ghét, các bạn đặt câu hỏi giùm tôi đi. Dạ. Anh ơi, cái trọng lượng cơ thể anh là bao nhiêu ký anh? Dạ, trọng lượng cơ thể em khoảng 52-53 cân. Gấp 52 ký là bằng ký em đó. Là gấp 3 lần cái người mình hả trời? Anh cho em hỏi, khi mà anh cử tạ thì cái nào quan trọng đối với anh, cái lực tay hay là cái lực trụ của cái chân anh, cái nào anh sẽ chịu nặng hơn? Dạ, dùng lực toàn thân mà. Bây giờ tôi có một trai đẹp Bình An ra đây cưng. Trời ơi, nửa mặt kiểu đó nữa. Người mà các bạn mà ăn mặc cái gì mà sao nói hổ vậy? Kỳ quá à. Em thử cái mức này cho mọi người thấy để coi là cách mà bạn ấy khiêng cỡ nào này. 60 nha cưng, được không? 60 không? Thử đi. Cái này có ảnh hưởng gì đến cái việc là sắp tới mình sẽ lấy vợ không nhỉ? Có. Mà bạn không làm được thì bên kia ba cô gái sẽ thất vọng lắm. Quá thất vọng. Coi cẩn thận cái thắt lưng á. Rồi, rồi, làm được bớt rồi, màu nè. Mấy người thổi thổi vậy là rồi. Người đâu? Ý, không nói đâu. Khó lắm. Khó lắm cái thế. Thế sao đó? Thế anh làm rồi. Lên. Thôi xương sống. Thôi được thôi, giữ sức sống gì? Thôi em nghĩ đến tương lai. Em xin dừng lại ở đây ạ. Đau quá. Anh Thành. Thôi anh Thành. Thôi anh. Coi. Không xuống coi chứ không dám. Không xuống coi đâu. Lớn tuổi mà, biết mà, hiểu mà. Em hỏi anh câu được không anh? Anh ơi, anh sa ngã vào cái con đường cử tạ này bao lâu rồi anh? Dạ, em theo cử tạ cũng được 10 năm rồi. 10 năm? Dạ. Trời ơi. Bằng cả một quá trình người ta lấy một cái bằng tốt nghiệp luôn. 10 năm là 10 năm anh trong đội tuyển hả anh? Hay là anh bắt đầu chưa? Bắt đầu tập luyện. Các bạn ơi, bạn ấy nói rằng là em sẽ biểu diễn thử cho các bạn xem. Ở cái mức này lên thẳng tay. Không, cái này mới khởi động được. Thẳng tay bạn. Dạ, để coi. Các bạn coi. Tôi cũng hỏi, tôi cũng lo. Tôi hỏi em ơi, rồi em mỏi tay hơn thì sao? Bạn bảo rằng này lại như em xúc miệng vậy đó. Trời ơi. Ừ, nói vậy đó. Ừ, giờ tôi cản sao được. Rồi. Trời ơi. Trời ơi. Tin được luôn á. Là như anh cách 10kg, 20kg hay gì á. Ủa sao lẹ vậy? Không hiểu luôn á. Mình đang ngồi mình suy nghĩ, ủa nó làm bằng cách nào mà có như lừa xong rồi đó. Tạ nặng sao qua khỏi đầu vậy ta? 100, 120, 140, 150, 160. Rồi ghi. Nhớ ghi tên họ số báo danh mình nha. Không có cặp dê nhau. Rồi, chúng tôi niêm phong đáp án. Và bạn sẽ được nâng 3 lần ở 3 mức tạ mà bạn muốn chinh phục. Trong 3 lần nâng, chúng tôi sẽ lấy kết quả cao nhất. Vâng. Và bắt đầu. Bạn chọn mức số mấy ạ? Bạn cứ tự chọn đi ạ. Dạ, em chọn 3 mức là mức 1 là 120, mức 2 là 150 và mức 3 là 160. Ok. Cái mức này là mức 120, mỗi bên 50 với cái cây 20 là mức 120. Dạ. Mời bạn. Thành công. Được không em? Em biết không, nó chỉ có mấy giây thôi nhưng cái đoạn đường nó khó vượt qua lắm. Anh ơi, bây giờ anh muốn như thế nào? Lên mức 2 nha. Lên mức 2 à? Là 150. Hay quá ta. Lần khiên thứ hai bắt đầu. Cố lên. Hay quá. Lên này. Ra luôn.
quá. Trời ơi, đỉnh của chớp thấy rồi. Thương quá, thấy cái mặt nó xuống thấy thương quá ha. Thôi tới đây nghỉ rồi được chưa? Em muốn chơi lần thử thách của chương trình. Muốn chơi nữa thôi nghỉ đi được rồi. Không, tại vì chơi nữa được tới 20 triệu lận Lâm ơi. Anh Thành vừa nói là ráng chơi đi sẽ được 20 triệu. Thì anh sẽ nói là em cũng không biết thử thách được 20, em chỉ muốn chơi với chương trình cho vui phá thử thách thôi chứ. Thử thách là chưa. Thì thường thần thể thao. Bây giờ anh báo cho em biết là nếu em làm được cái mức 5 là em được tới 20 triệu tặng cho em. Cố lên anh. Cố lên anh ơi. 20 triệu. Chơi luôn thôi. Mà nhìn đâu cái lưng quá à sao Hương. Nghỉ miếng à. Chúng tôi muốn nghỉ một miếng. Nghỉ đi. Thưa các anh chị, sau khi thí sinh của chúng tôi vào trong được cho xong tin vào tranh xã, hiện nay anh ta đã sảng khoái được đôi chút. Và bây giờ anh ta sẽ đứng trước cái mức tạ mà chưa bao giờ thử một lần. Xin mời. Mà giỏi dữ vậy. Rồi sao vậy trời? Hay. Bây giờ spotlight thuộc về chàng trai này. Hay quá. Thôi nãy ai chọn mức 5 tự động bước lên. Mình Thành chọn thật mức là mấy? Quá xin lỗi anh. Quá em mức mấy? Em mức 3, có 140kg thôi. Em. Em cũng mức 3, 140kg. Em mức 4. Trời ơi. Châu mức 4 luôn em 150kg. Em nghĩ em xém đặt 160 mà em thấy. Cảm ơn sự hoài nghi của các em. Vậy thì điều đó minh chứng anh ta nhận 20 triệu là hoàn toàn xứng đáng. Thiên lên liền, thiên lên liền, thưa quý vị, quốc bảo. Quá giỏi rồi. Quốc bảo. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiền thưởng dành cho khách mời. Thưa quý vị, sau tất cả những thăng trầm trong cuộc sống thì bây giờ đến lúc chúng ta phải tổng kết và nhìn lại cuộc đời. Hiện nay thì cô Trà Ngọc cũng đang may mắn có được 1,3 triệu. Nhích thần tí, hiện nay là gái đã có chồng. Bạn Ngọc Ánh đây thì được dạ cũng 1,3 triệu luôn. Đồng giá. Đồng giá. Chúng tôi có sản phẩm cao cấp hơn thì là gái chưa chồng, hiện nay vẫn còn có giá cho nên đang có tới 9,3 triệu. Và dòng sản phẩm cuối cùng thưa quý vị đó là hàng trưng bày không có giá. Dạ vâng. Bây giờ chiếc cặp này sẽ cho các bạn biết là các bạn lỡ bỏ qua những giá trị gì mà mình chưa chọn. Lấy cộng 5 triệu chắc tức quá. Các bạn đã bỏ qua cộng 5 triệu đồng. Nhưng may mắn cho các bạn đó, các bạn bỏ qua cái dấu chia đây. Cũng may may. Chia đều cho ba người. May. Cái đó mà vô chế Quỳnh Châu là nó chế luôn đó. Tiếp theo sẽ là dấu trừ. Ôi, vậy mình cộng nhiều đó. Trừ đi tất cả những gì mà bạn có. Hai cái xấu nhất. Trời, cái phá sản rồi. Cộng. Cộng gì vậy anh? 1 triệu đồng. Nhỏ nhoi. Vậy mình còn cộng gì nữa không ta? Chắc nó còn trừ với chia. Ủa vậy hả? Vẫn là dấu trừ. Nhưng mà là trừ đi 5 triệu. Wow. Đấy, bạn qua được tam tai rồi. Qua được ba cái đại nạn rồi. Tam tai bộ ba bên đây bốc rồi. Ừ. Trời ơi. Cuối cùng cộng. Cộng 3 triệu. Trời ơi. Các bạn qua được tam tai thì các bạn cũng bỏ qua tam hạt. Ba cái đó chắc là nhiều nhất hả? Ba cái cộng là bỏ qua tam hạt rồi. Đây. Bây giờ quý ông Vali sẽ mang đến cho các bạn những gì các bạn đã lựa chọn. Đầu tiên, người ta nói
dạng sự khởi đầu nan. Với những người trắng tay thì hãy cho người ta một hy vọng. Cái chữ ký này cho hỏi là của ai ạ? Của Huy. Em là trắng tay đúng không? Anh cũng không biết anh mở bao thư em để làm gì. Ê cậu! Cậu nha, cậu nha. Có thể cộng 10 triệu nha. Có cộng 10 triệu hả? Có ca, có nha. Nhưng mà hôm nay thì không biết. Cộng 2 triệu. Tiếp theo là phong bì của bạn Trà Ngọc. Ủa cái gì? Tới liền vậy đó hả? Ủa? Quay lại, quay lại. Sao vậy? Tại vì em nói với gia đình em á, là em đi cái chuyến này về là em khởi nghiệp. Nếu mà ở trong đây trừ hoặc là chia là coi như... À, anh nói cho em nghe. Dạ. Có rất nhiều người cũng ấp ủ ước mộng khởi nghiệp như dạ, em. Dạ, đúng rồi. Sau chương trình về họ gánh một cục nợ lớn về cho gia đình. Và ở những lần quay sau của chương trình, lương họ sẽ tự động bị trừ vào ngân hàng. Ủa mình chơi một năm luôn á. Em ơi, chương trình chúng tôi làm rất là rõ ràng những chuyện này. Tại vì đúng không? Có thưởng là phải có phạt. Sau này mà con Ngọc mà có khó khăn gì thì Ngọc cứ gửi link chương trình để cho nó xem mà nó sẽ hiểu. Đúng. Cháu nó thông cảm cho mẹ. Dạ. Tại vì mẹ không muốn, nhưng do mẹ xui. Ok. Cái này thì em không biết là khởi nghiệp hay không, nhưng mà chắc là do ăn ở đấy ạ. Ủa? Trời ơi! Là dấu trừ. Ba còn trừ nữa. Và là trừ đi 3 triệu. 1 triệu 3. Trừ 3 triệu. Trời ơi. Trời ơi, xí sụp thiệt. Trời ơi. Tự nhiên thiếu là 1 triệu 7 vậy trời. Quý vị ơi, Trà Ngọc bây giờ chỉ còn Trà thôi chứ hết Ngọc rồi. Không sao, không sao. Tự nhiên đi chơi game show về cái nhà đổ nợ. Nợ. Chơi xong mắc nợ luôn. Của gia đình em anh san sẻ. Vũ Ngọc Ánh, hiện tại 1 triệu 3 đã là một thùng sữa. Không biết cô ấy có giữ được cái thùng sữa đem về cho con mình hay không? Thêm một bịch tạ nha. Sữa và tổng số tiền bạn đang có lại gấp đôi lại. Wow. 2.6 2.6 hợp lý. Cái này mà rơi vô chế Nguyễn Quỳnh Châu mới ngon. Đúng. Là bạn có mười mấy triệu rồi. Cộng với nhân hết trơn rồi, biết tới lượt em sao nữa. Mà chưa có chia luôn anh à. À anh đã được có vậy rồi. Không có chia rồi. Chia rồi. Anh số tiền mà anh thấy có chia rồi. Nhân anh Thành ơi, nhân anh Thành ơi. Chết rồi. Các bạn ơi, cầu được mà ước không thấy nó trừ các bạn ơi. Trời ơi, sao giờ này còn trừ nữa vậy? Trừ 1 triệu. Trừ 1 triệu. Đúng rồi. Vậy là vẫn còn 8.300.000. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi cũng xin chúc mừng cho những người chơi. Ít nhiều gì ra về cũng có chút đỉnh tiền từ cô Trà Ngọc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại vào 20 giờ thứ bảy tuần sau trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Medicine Media Group thực hiện. Cảm ơn Mikokomi 90 siêu năng lượng và thách thức phải dư sức đã luôn đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng thưa quý vị, tôi là Trấn Thành. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thách là Chơi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Medicine Media Group thực hiện. Trên tay tôi đang cầm một chiếc cặp nắm giữ toàn bộ bí mật của chương trình. Đầu tiên mời quý vị cùng gặp gỡ 4 người chơi của chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu nam diễn viên trẻ đẹp trai Hải Nam. Xin giới thiệu nữ diễn viên Nhung Gumiho. Xin được giới thiệu ca sĩ Linh Ly. Và xin được giới thiệu ca sĩ Will.
Xin chào các bạn. Bây giờ các bạn sẽ giới thiệu một tí về mình với khán giả nhé. Mời em. Lời đầu tiên thì cho phép em xin gửi một lời chào và lời chúc sức khỏe đến anh Trấn Thành cùng các anh chị người chơi, cùng toàn thể các cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thách là chơi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hải Nam, hiện tại em là diễn viên ạ. Em có thể kể vài bộ phim em đã từng tham gia được không? Một bộ phim gần nhất điện ảnh em tham gia là bộ phim 1990 của đạo diễn Nhất Trung ạ. Khi em đóng trong đó với ba cô gái thì em thích chị nào nhất? Thực sự thì khi mà đóng phim 1990 thì em chỉ được tiếp xúc với cả chị Minh Dương Lan Ngọc thôi. Thích nhất là chị Ngọc rồi. Xin mời em. Dạ, em chào mọi người, em là Nhung Kumiho và hiện tại em đang là diễn viên. Em có thể giới thiệu vài bộ phim mà em đã tham gia được không? Bộ phim gần nhất mà em tham gia tên là Đổi Chỗ. Nó nằm trong một cái series phim sẽ phát có thể là trên Netflix. Rất xinh đẹp. Dạ. Chúc em may mắn trong cuộc chơi. Dạ, cảm ơn em. Mời Liên Ly. Dạ. Em xin chào anh Thành, xin chào bốn bạn chơi và các khán giả đang theo dõi chương trình Thách là chơi ạ. Hiện tại thì em đang là ca sĩ và em cũng mong rằng là em sẽ là một diễn viên giống như các bạn ở đây. Tiện thể đây thì có đạo diễn nào mà cảm thấy em phù hợp với vai nào thì có thể liên hệ với em được không ạ? Hôm nào mà có musical là mời em nhé. Dạ. Ok, mời Will. Xin chào các khán giả của Thách là chơi và chào anh Trấn Thành và bốn bạn chơi. Thì em là một ca sĩ diễn viên khá là trẻ và em cũng mới bắt đầu chập chững vào nghề thôi. Em muốn đến với chương trình để em giới thiệu những bài hát mới mà em sắp ra, thì hy vọng hôm nay mọi người sẽ ủng hộ em. Xin nhắc lại với người chơi, chương trình của chúng tôi là đến đây để mang đến những niềm vui và cống hiến cho khán giả, chứ không phải là một cái siêu thị bia sản phẩm. Ôi chết, em cũng đang định giới thiệu album của em. Ô thế à? Thực sự em đang trong quá trình làm thôi ạ. Theo style gì? Style thơ thần anh ạ. Thơ thần nhá. Thơ thần. Style này mới đấy. Thơ. Thơ. Dạ, thơ. Một style nhạc rất thơ và mơ. Thế còn Will thì sản phẩm gì? Tại lúc trước là em chỉ hát pop ballad là chính thôi. Thì em sẽ ra một ca khúc R&B pop, nó mang không khí nó vui hơn một tí. Em có muốn teaser đây hát thử một câu không? Đó ạ, em đã trong đời điều này luôn. Đó. Bài hát đó được mang tên là Có Nhau Là Đủ. Có Nhau Là Đủ nha. Không dây dưa vào những cô em vì em yêu anh đã đủ rồi. Đôi khi trong lòng thấy cô đơn vì em yêu anh là đủ rồi. Bao lo âu sẽ chẳng là gì, cầm tay mình đi qua hết u sầu. Không quan tâm những thứ xa xôi vì đã có nhau là đủ rồi. Nói chung là chúc cho tất cả các bạn những dự án mới của các bạn sẽ thành công tốt đẹp. Và trước tiên muốn thành công được dự án phải may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin chào đón các bạn đến với Thách là chơi. Các bạn thân mến, trong game show của chúng ta ngày hôm nay sẽ có 3 phần thi. Phần thi đầu tiên là thử thách cá nhân, phần thi thứ hai là thử thách đồng đội, và phần thi thứ ba sẽ là những bứt phá về giới hạn của bản thân. Nhiệm vụ của các bạn là đoán xem đội xanh hay đội đỏ, đội nào chiến thắng. Và dĩ nhiên, để quý vị khán giả cũng như những người chơi đánh giá được khả năng của những thí sinh đến với cuộc thi này thì chúng tôi cần những chuyên gia lý luận phê bình. Xin giới thiệu Miss Bạc Para Như và Mr. San Francisco. Anh chị ơi, anh chị lau nhà mình qua bên kia, người ta đang ghi hình anh chị ơi. Tụi tôi nè. Ôi vậy hả? Chuyên gia nè. Chào. Ra ủi dữ vậy. Tại vì tôi nghĩ là một người chuyên gia thì cần phải có những trải nghiệm thú vị với những công việc khác nhau. Tôi làm bên bộ phận của công ty Madison Media Group với bộ phận lao công dọn dẹp. Anh nói cho người ta nhớ tên công ty. Anh đừng lướt dạ. Madison Media Group. Anh nói lại nào. Madison Media Group ạ. Là media thì anh media. Nói cái gì mà để người ta đặt niềm tin nào? Có nghĩa là ở đây tay chân tôi cũng làm được và trí não tôi cũng làm được luôn. Đúng rồi. Hy vọng là mọi người sẽ tin tưởng tôi và tôi sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng đâu. Ok. Đây hào hùng và tự tin. Mời bạn. Vâng. Tôi lúc nào cũng vậy, cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, đầm tĩnh hơn. Tôi không muốn ồn ào như bên kia. Tôi là Bạc Para Như. Mọi người thắc mắc là tại sao tôi có vị trí này. Là do cái quá nhiều sự trải nghiệm và tôi đi khắp nơi để tìm những tài năng về đây cho các bạn. Tôi là người hiểu rõ nhất về tất cả những tài năng có mặt ở đây. Mọi người hãy tin tôi ạ. Đúng là kinh nghiệm đàn chị có khác. Cái câu đó là nó tác với mặt chuyên gia đó, nó thiệt á. Thưa quý vị, trong chiếc cặp này có 10 phong thư bí mật. Mỗi người chơi sẽ lên đây
lựa một lá thư bí mật đó, và số phận nằm trong đó sẽ đi suốt với các bạn trong hết chương trình. Cuối chương trình chúng ta mới bật mí cái bí mật đó để các bạn biết là các bạn đã lựa chọn số phận như thế nào. Xin mời bốn người chơi. Giờ cũng chưa biết mở. Vừng ơi, mở ra. Mỗi người chọn một phong và các bạn sẽ ký tên vào với những gì mình đã lựa chọn. Thưa quý vị, bốn bao thư này sẽ là vận mệnh của các bạn cuối chương trình. Nó sẽ được cất giữ trên chiếc hộp ma thuật trên này. Trời ơi. Giam ra để ta bỏ vào. Mọi thứ đã sẵn sàng. Xin cảm ơn sự đồng hành của mì Kokomi 90 siêu năng lượng. Vượt thách thức phải dư sức. Hãy chuẩn bị bước vào vòng đầu tiên của thách là chơi. Sau vài phút giải lao, đừng có ta lắm. Mì Kokomi 90 siêu năng lượng giá trị 4.000 đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với Thách là chơi. Đây là vòng thi đầu tiên, vòng thử thách cá nhân. Tôi hỏi các bạn, với setup trên sân khấu, mỗi bên 10 cái tô, các bạn nghĩ hôm nay mình thi cái gì? Theo như anh Lâm đang hành động thì em nghĩ là thi đập bát ạ. Có thể là xiết, ví dụ như là xiết đẩy lên, đội lên đầu hay là làm cái gì đó. Đồng ý, mời Liên Liên. Em hỏi đấy là bát nhựa hay là bát kính nhá? Thủy tinh ạ. Thủy tinh ạ. Em thì lại có một cái đầu óc luôn nghĩ về âm nhạc. Em nghĩ là người ta sẽ tìm cách đổ nước và người ta gõ thành tiếng. Thông minh, nhạc cụ bằng tô nước. Dạ. Quyêu. Em nghĩ là về ăn uống ạ. Một ánh mắt phồn thực. Nhưng thưa quý vị, đáp án đó lại là đáp án chính xác. Wow. Ủa là trời. Trò chơi được mang tên Vu Mì. Yeah. Trời, công chuyện luôn. Và xin giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn, hai đấu sĩ sẽ tham gia thi đấu trong bộ môn này. Các cụ ngày xưa có câu kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng mà trong chương trình Thách là chơi thì ở đây chúng ta có kẻ 80 người 100. Em trăm rưỡi là anh Lê, em trăm rưỡi là 150, tức là bạn gấp đôi mình. Xin chào bạn có thể giới thiệu cho khán giả biết là bạn tên là gì, bạn đến từ đâu được không? Mình thì có một cái biệt danh là Võ Sư Lộc. Mình đến từ kênh YouTube Funny Hùng. Thì mình chuyên đi review ẩm thực cũng như là đi tàn phá những cái quán ăn đó. Bạn chuyên đi tàn phá quán ăn với cái này. Nhưng mà bạn mang cái tô này đến đây là gì, để tàn phá chương trình à? Không, chắc là để che cái bụng lại. Tại vì đối thủ của mình cái bụng cũng hơi nặng ký. Nhưng mà để mình là cho nó cân đói. Cái bát này, cái tô này là nên dành cho mình. Để mình đứng ở đây để mình có thể cân cùng với ba người. Còn chào bạn, bạn có thể giới thiệu về bản thân của mình không? Mình tên là Linh, mình là chủ kênh YouTube Thằng Một Phút. Thì nói chung là mình cũng ít ký lắm, mình có 150kg thôi. Thì hôm nay đến với chương trình thì cũng không có cái gì đặc biệt cho lắm. Nói chung chỉ đem cái bụng tới để... Bạn đánh giá sao về đối thủ của mình? Anh em cái tô sợ quá, nhưng mà không biết tí nữa sẽ làm gì với ảnh bây giờ. Chắc phải cố gắng thắng ảnh thôi. Thế còn anh hãy nói gì về đối thủ của mình đi. Rồi mình cũng rất là hâm mộ kênh Thằng Mập Food về cái sức ăn, cũng như là tìm hiểu được là bạn ăn rất là khỏe. Nhưng hôm nay thì mình cũng mang theo sự tự tin, cũng như là mang theo tinh thần chiến đấu của một võ sĩ, để có thể mang những cái chiến thắng về cho đội của mình. Và trước khi đến với thử thách của chương trình, không quên cảm ơn nhãn hàng mì Kokomi 90 siêu năng lượng vượt thách thức phải dư sức đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ xin mời hai người chơi của chúng ta bước lên sàn thi đấu. Chào hai bạn ạ. Mời hai bạn giới thiệu cho khán giả được biết rõ hơn về mình.
Dạ, xin chào tất cả các khán giả cũng như là ban giám khảo và MC là thần tượng của em luôn, đó là anh Trấn Thành. Các bạn cũng thấy được là trên tay của mình cầm một cái tô, thì cái tô này đã cùng mình chinh chiến gần 1.000 quán ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các quán ở các tỉnh, thì mình ăn được trong tô này thì những cái tô phía sau mình sẽ chơi được. Và bạn ăn một mình bằng hết cái tô đó. Dạ, tụi em thường review là từ mực nước gần sát cái miệng tô cho tới khi hết nước thì mình sẽ kết thúc cái buổi review đó. Trời ơi, khủng khiếp chưa, vỗ tay cho bạn. Xin mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Trấn Thành, em xin chào anh chị ở đây. Hôm nay em tới chương trình Thách Là Chơi, bây giờ em rất là run. Em không có đem cái tô lớn giống như anh Võ Sĩ Lộc mà em đem cái bụng này trẻ. Không có đem cái tô, đem cái bụng thôi. Dạ, cho anh hỏi khẩu phần bình thường của em trong mỗi bữa ăn, em ăn sao nè? Dạ thì em cũng ăn ít thôi, em ăn cũng cỡ Võ Sĩ Lộc thôi. Ok, khiêm tốn đó, đó là khiêm tốn. Và bây giờ xin mời các chuyên gia sẽ đưa ra phần lý luận để bảo vệ cho thân chủ của mình và chứng minh hai anh này là người sẽ có thể có khả năng chiến thắng cao trong trò chơi này. Chúng ta bắt đầu với chuyên gia Bạc Bà Ra. Dạ, em xin nói về người anh đứng bên cạnh của em. Thật ra để ăn á, thì mọi người ăn rất là dễ, món gì mình cũng có thể ăn được. Ăn nhiều cũng có rất là nhiều người ăn nhiều. Nhưng cho hỏi là thiếu sinh bên đây, anh có theo đuổi một cái môn thể thao nào đó không? Dạ, em không có theo một môn thể thao nào. Nhưng mà mỗi buổi sáng em có chạy bộ. Dạ, như vậy cũng là tốt cho sức khỏe rồi. Tại vì có chạy bộ, nếu như mà mình tập thể dục vừa vừa thì mình ăn nhiều thì cái sức chứa của nó cũng không có quá nhiều bằng cái người mà người ta ăn nhiều mà người ta tập thể dục nhiều, như võ sư người đứng bên cạnh tôi. Cho tôi hỏi là cái này là anh đang đùa cho vui hay là anh là người là thật sự có tập thể dục nặng hàng ngày ạ? Dạ thì chia sẻ với anh Trấn Thành cũng như là các người chơi, thì em thì có biệt danh là Võ Sư Lộc thì là do em tập môn võ taekwondo. Sau đó thì mình đã ra để huấn luyện các vận động viên nhí cũng có, vận động viên lớn cũng có. Tôi không đánh giá cao đội bên đó. Bởi vì sao? Anh ta bự cũng như là ăn nhiều chỉ mới thời gian gần đây thôi. Người ta chưa có nói khoảng thời gian là chuyên gia đã bộ kết luận là từ mới gần đây rồi. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi hỏi anh là anh đã tập võ bao nhiêu lâu ạ? Dạ em tập từ hè năm lớp 6. Năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ năm nay em 31. Có nghĩa là lớp 6 anh mới mập, nhưng mà đối với người bên đây thì mập từ nhỏ. Và với một body cao, dài 5 tấc rộng, lưng 10 thước cao như thế này. Thân 10 thước cao. Thân 5 tấc rộng, dài 10... Dài 5 tấc rộng, thân 10 thước cao. Dài 5 tấc rộng, thân 10 thước cao như thế này. Tôi nghĩ ngày hôm nay anh ta sẽ được giải vô địch. Bởi vì cái sức ăn cũng như là cái vóc dáng quá bự. Còn bên kia thì thấy thua rồi. Xin chuyên gia bớt kết luận giùm. Quá trời thiệt. Bây giờ các người chơi thắc mắc gì, xin đặt câu hỏi. Cho em hỏi là cuộc thi của mình á, ngoài là ăn bao nhiêu tô nhiều nhất, có tính trong thời gian nào không anh Thành? Chắc chắn ăn nhanh nhất và hết 10 tô này, hoặc không hết thì chịu thua. À, báo nhẹ luôn, mì cay. Cho hỏi hai khách mời đến đây là có ai ăn cay được không ạ? Em cũng có một clip ở trên kênh YouTube là em đã ăn mì cay cấp 7 và húp hết nước. Em cũng cấp 7. Cấp 7 luôn. Trời ơi, cấp 7. Giật trên cấp 8 nha, nước lèo động mạnh nha. Thôi giờ cho chọn đi thi đi chứ quéo rồi. Quá. Thật ra bây giờ hai người này rất là cân tài cân sức. Em nghĩ là cả hai người này ăn chắc là bằng nhau á. Giờ mình chỉ đọ tốc độ thôi. Thông tin thì cũng tạm thời coi như quá đầy đủ rồi. Đây là lúc mà lý trí và con tim của các bạn lên tiếng. Bạn Linh Lê đội đỏ và Võ Sư Lộc đội xanh, mời dự đoán. Khó quá ta, hên xui. Nhắm mắt lại đưa ra lần nha. 1, 2, 3. Trời ơi, 3 đỏ với 1 xanh. Xin báo nhẹ, tổng giải thưởng của vòng 1 là 4 triệu đồng. Nếu như đỏ thắng, 4 triệu chia 3 người. Nhưng nếu như anh Võ Sư Lộc thắng, một mình bé Nhung nhận 4 triệu. Wow. Và bây giờ
dân mì. Thưa quý vị, trước mắt là 10 tô mì vừa được chăm nước sôi vào. Trên này chúng tôi xịt thêm tương ớt, bỏ thêm ớt sắc mà ớt hiểm, có sa tế nữa. Ôi. Và nhiệm vụ của các anh là ăn hết 10 tô này trong thời gian sớm nhất. Chúng ta sẽ tính số lượng trước và thời gian sau. Có nghĩa là phải ăn cho hết được một tô rồi mới qua cái tô thứ hai. Hết là như thế nào? Hết là trong cái tô đó trút xuống không còn gì hết trơn, cả nước lẫn cái lẫn ớt, thì mới gọi là hết một tô. Nên các anh cứ bình tĩnh, đừng vội. Tại vì nếu như mà mình ăn xong rồi mà mình ào ào, mình còn sót là nhiều đồ ăn trong tô thì sẽ không được tính cái tô đó. Cho nên các anh cứ bình tĩnh ăn cho nó hết một tô rồi hẳn qua tô kế tiếp. Ai ăn xong cả 10 tô thì chúng ta mới tính thời gian, ai ăn nhanh hơn thì người đó thắng. Các bạn vỗ tay cổ vũ. Và cuộc thi vua mì bắt đầu. Trời ơi, thèm đúng thèm. Cũng hơi đói ha. Ôi, hết mì tôi. Hay quá, họ đã xong tô đầu tiên thưa quý vị. Ăn lẹ mẹ chở đi học nè con. Ăn lẹ đi, liếc tôi nữa. Cho thí sinh hàng học chứ là chuyên gia. Sao mặt sợ vậy? Họ đều đang ăn tô thứ ba thưa quý vị. Em thì đang rất thèm luôn. Đúng rồi. Cho nên là cục cay. Cay rồi kìa. Ai không nổi chịu thua thì gác đũa lên trên cái hộp giấy này. Từ từ con, đừng gác dễ dàng như vậy. Thưa mẹ đừng gác. Ui, đi vẽ, đi. Hít thở, nghỉ ngơi cũng được. Anh Lộc cố lên. Trời ơi, con thả tim. Trời ơi, chết tôi rồi. Thôi qua đây nè, đổi không khí nè, qua đây con. Qua đây, đây nè, ngồi xuống. Đổi không khí, ok. Bé rồi, đổi không khí. Ok, đổi không khí nha. Bé. Cố lên, giỏi quá à. Xuất sắc quá quý vị ơi. Những người đàn ông vỗ tay. Cố lên anh ơi. Võ Sư Lộc đang bước qua tô thứ 7 cùng với Chích Chè Bông. Chích Chè Bông đã đi tiếp thưa quý vị. Ôi, đừng vậy rồi. Tới công chuyện rồi anh Lộc ơi. Tới công chuyện bây rồi. Bây giờ mới vô nè. Chích Chè Bông có một lối chơi rất là thông minh. Ăn tới đâu quan sát đối thủ tới đó. Rất có thể tô thứ 7 này là tô quyết định để coi ai còn ít mì hơn nha. Ổi không? Chiếc Chè Bông nè có dấu hiệu tràn ngang. Ráng lên bé. Coi mặt kìa. Cố lên. Coi quậy mì chán ngang kìa. Ngon quá, đừng cố nha. Chiếc Chè Bông nè phiên nghiệp tô thứ 7 thưa quý vị. Mình lại thở tiếp ạ. Đi chơi đi con, đi chơi đi. Cho em thoải mái đi. Một chiến lược hay, tập thể dục để tiêu hóa. Chiếc Chè Bông ơi, em đã muốn gác đũa chưa nào? Chưa nha. Một ngày anh Lộc chưa gác đũa là Chiếc Chè Bông vẫn chưa gác đũa. Ok, Chiếc Chè Bông đã cầm đũa nữa mọi người ơi. Quý vị các bạn thân mến, anh Lộc đã phi nghiệp tô thứ 7. Cuộc chiến vẫn còn, họ đang đến với tô mì thứ 8. Anh bình tĩnh anh. Chiếc Chè Bông rất là khôn, mang bất cứ lại còn đúng một bùm mì. Chưa đủ để ít hơn đối thủ. Trời ơi. Bây giờ là Chết Chè Bông đã phi liệt tô thứ 8. 24 phút đã trôi qua. Vì đây là tô thứ 8, cho nên cho phép chúng tôi được gửi tặng cho hai thí sinh mỗi người một chai rong biển. Vâng, để cho thấm. Nhìn nữa kìa. Không sao, anh Lập vẫn Chết được. Chết Chè Bông vẫn quan sát và không tin vào những gì mình vừa thấy. Ôi, anh ta vẫn không dừng lại. Kết thúc tô thứ 8 với Võ Sư Lộc quý vị. Bé đã cầm kiếm lên rồi nè. Cầm vũ khí lên. Hai người có thật sự cần phải chơi như vậy không à? Cứ từ từ thôi anh. Tôi thiết nghĩ thế này, chặng đường của các bạn đi đã quá xa. Tôi không muốn ép thêm hai anh em ăn thêm một tô nữa. Các bạn có muốn chúng tôi dừng lại đây và hai người xử quề không à? Nếu như mà hai bạn mà chấp nhận như vậy thì chúng ta cùng gác đũa một lúc được không ạ? Sức khỏe. Yes. Thưa quý vị, đây là một trận đấu cân tài cân sức. Tôi tuyên bố huề nhau trong trận đấu này.
mời hai bạn ra đây. Anh này thì là sức ăn, ảnh bền. Bạn này là ăn nhiều. Hai cái cơ địa nó khác nhau, nhưng mà trong quá trình anh ăn thì cái điều mà làm cho anh đi tiếp và đi tiếp là gì? Đó là niềm tin từ fan xem kênh YouTube, cũng như là từ bạn Nhung, từ Khả Như bưng từng cái tô mì đó là nặng. Mình từ đó thì để mình gấp nó đỡ bị mỏi mệt hơn, mình phải vượt qua được. Dạ. Tinh thần thiện chiến. Hay quá. Chúc chị bạn thân mến, màn có một thái độ thi đấu rất thư thả. Nhưng mà dĩ nhiên có những cái giới hạn mà mình không thể vượt qua nữa. Tôi hỏi bạn là hôm nay bạn chơi cái game này, bạn đánh giá như thế nào về đối thủ của mình? Dạ thì em ban đầu đi em biết đối thủ của em là Võ Sư Lộc thì em nghĩ là sẽ không thắng được, tại vì Võ Sư Lộc review ăn rất là nhiều. Nhưng mà em vô đây em ăn thì có mẹ em anh Lâm. Mẹ em? Mẹ, ăn lẹ đi con lẹ đi học, mẹ chờ đi học, cố lên con. Em đã hóa thân thành một người mẹ có thể chăm sóc đứa con của mình. Hỗ trợ bé ăn ngon. Dạ thì mẹ Lâm của em đã hỗ trợ em nhiệt tình, rồi lau mồ hôi các kiểu, với lại anh với chị đây thì cũng quá nhiệt tình, em không thể nào phụ lòng anh chị được. Hai đối thủ đều rất là lịch sự, tôn trọng đối thủ, và đặc biệt hơn hết là họ đều quyết tâm, và quan trọng là không muốn phụ lòng những người đã yêu thương họ. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Quá dễ thương. Thưa quý vị, sau vòng thi này 4 triệu chia đều mỗi người 1 triệu. Wow. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao. Mì Kokomi 90 siêu năng lượng giá chỉ 4.000 đồng. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Thách là Chơi. Thưa quý vị, đây là vòng thi thứ hai. Ở vòng đầu là thử thách cá nhân, thì vòng thi thứ hai sẽ là thử thách đồng đội. Thì xin hỏi bốn bạn là khi nhìn cái setup sân khấu theo cái dạng bóng đá bàn mà nó to như vậy, thì các bạn nghĩ là cái trận này mình đấu như thế nào? Theo em nghĩ thì ở đây cái gôn nó nhỏ như này mà ở bên lại có hai cái bánh xe điều khiển người ở giữa, thì em nghĩ là vòng này sẽ so về sức lực xem là bạn nào khỏe hơn để điều khiển được cái vòng xoay đó. Em nghĩ thì với hai cái thanh đòn ngang bự gấp đôi như vậy á, thì mỗi thanh em nghĩ cũng phải gần 40kg á, mà chưa kể hai cái bánh xe nữa, thì cái lực tay phải cực kỳ khỏe thì mới có thể xoay được. Thưa các bạn, tôi chỉ muốn nói cho các bạn nghe một cái điều như thế này thôi, là các bạn quên để ý cái hình nộm ở chính giữa. Nó không phải là một cái bia, mà trên đó nó còn có thêm một con người thật nữa. Đó mới là trọng lực nặng nhất để chúng ta phải điều khiển cái trò chơi này. Thì cái việc chiến thắng là mình phải làm sao đủ thông minh, không những chỉ là sức mạnh mà còn phải là hiểu ý nhau. Ai sẽ là những người đủ sức khỏe, trí lực tham gia trò chơi này? Xin giới thiệu đội đầu tiên là hai anh chàng người mẫu vạn người mê. Xin mời. Nhìn ngoại hình là thấy thèm thuồng rồi. Vâng, và đội thứ hai, họ là những huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp. Xin mời. Nhìn con chuột thôi mà chuyên gia bên này choáng váng say sẩm. Quá trời bự vậy. Xin hai vị chuyên gia hãy cho họ biết đây là những con người có khả năng và thành tích như thế nào. Xin chào MC, xin chào người chơi. Tôi sẽ tự giới thiệu, tôi là Giang Văn Xích Lâm, và team của chúng tôi được mang tên là team WWW, không phải là quờ quạng, không phải là bị quéo quèo, mà là quán quân. Bởi sao? Tôi chính là một quán quân trong một chương trình hề, cũng như là những chương trình game show. Còn đây cũng là những quán quân với những thành tích mà các anh đạt được. Bên trái tôi cũng là quán quân, xin mời em. Tôi tên là Nguyễn Hữu Anh, cao 1m83, nặng 80kg, và tôi là quán quân của Việt Nam Phoenix Model 2021. Wow. Còn bên phải của tôi thành tích cũng rất là đáng nể. Tôi đạt Kyo, quán quân của Việt Nam Phoenix Model 2019. Wow. Nếu
nếu như bên đó mới ra dở chuột dở ơ đồ thì bây giờ chúng tôi chỉ làm động tác rất là nhẹ thôi. Các em 2 3. Nhẹ tinh khôi thôi. Trời chưa? Ơi, những khối thịt mà hàng trăm đàn ông đều mơ ước. Anh là anh mê nhiều nhất á. Mê chứ, em sao không mê được. Nè nhìn đi, nhìn đi. Đâu bao giờ dám mà đứng dậy đâu. Toàn đứng dậy không à. Hay quá ta. Xin mời đội bên này. Dạ, xin thưa cho chủ tọa cùng các người chơi, đây không phải là cuộc thi nhan sắc mà chúng ta bàn về nhan sắc. Đúng. Dạ vâng, nhìn vào đây mọi người có thể thấy đây là một cuộc chơi dành cho thể lực. Chúng tôi không nói nhiều, nhìn chuột, nhìn bắp dế, nhìn đùi, nhìn cơ đi rồi nói chuyện. Dạ, hai người bạn của tôi thì cũng không có nói quá nhiều được, tại vì hai bạn cũng không quá hoạt ngôn. Nên tôi xin phép trích dẫn một số thành tích của các bạn. Người bạn đứng kế tôi đó là anh Iblunia, 35 tuổi, nặng 81kg, cao 1m63 và thành tích nhẹ nhàng thôi, giành được nhiều huy chương vàng bạc đồng tại giải hình thể quốc gia trong nhiều năm, từ năm 2008 tới nay. Trời ơi, đây là quán quân có một mùa thôi. Người ta nhiều mùa. Còn người bạn kế bên của em ạ, Lê Văn Ninh, 34 tuổi, cũng nhẹ nhàng 81kg thôi ạ. Thời gian tập luyện cũng nhẹ thôi, 12 năm. Huy chương đồng giải hình thể toàn quốc năm 2016, huy chương vàng giải hình thể toàn quốc năm 2017 ạ. Wow. Dạ, rồi em xin thưa một điều nữa là cái người bên đây mới nói là mình là quán quân hoài của nhiều cuộc thi hề. Thì cái cuộc thi hề mà bạn là quán quân thì mình xin thưa mình là huấn luyện viên của cuộc thi đó. Trời ơi, trời ơi, chuyên gia mà nó gặp nhau. Và cái cuộc thi mà gần đây quán quân hoài thì mình cũng ở trong team của bạn, nên bạn không thể nào nói bạn quán quân một mình được. À, thứ hai chuyên gia, từ nãy giờ chúng ta chỉ đang nói về sức mạnh. Dạ vâng. Xôi thịt, chúng ta chưa bàn về não. Dạ vâng. Bởi vì tôi thấy là chơi cái trò này phải xài não à. Có cái lý do gì để chúng tôi tin rằng là đội của các bạn có cái lý do để chiến thắng trò chơi này? Hai thành viên bên tôi thì năm cấp 1 và cấp 2 các bạn học ở dưới quê. Một là liên đội trưởng, một là chi đội phó. Vậy thôi. Có không? Có à? Trời ơi, liên đội trưởng và chi đội phó không phải người bình thường có thể làm được những vị trí đó. Khi mà thầy cô bầu những cái chức đó thì phải có trí tuệ cũng như là cái trí thông minh, cho đúng, nên mới được những cái vị trí đó ở trong trường cấp 1 và cấp 2. Đúng, cái này xác nhận là đúng. Dạ, em xin thưa với tất cả mọi người, nếu như bên đây liên đội phó và lớp phó lao động thì em xin thưa phải có thầy đúng không ạ? Dạ đây, thầy giáo dạy thể dục ạ. Dạ. Thầy luôn rồi. Em sẽ cảm thấy mấy cái bạn học sinh thì cũng phải là học sinh của phải thầy thôi đúng không ạ? Phải có cách. Dạ. Phải có trí tuệ. Dạ đúng rồi. Tư cách, tư chất. Dạ. Thầy được. Dạ. Không, hai bên này đều cân bằng nhau. Bây giờ xin bốn người chơi sẽ đặt những câu hỏi cho họ để các bạn có thêm dữ liệu mà suy đoán là đội nào sẽ có khả năng thắng cao hơn trong trò chơi này. Cho Will hỏi bốn anh luôn là số tạ cao nhất mà của bốn người đã từng nâng là bao nhiêu? Thì bình thường như bốn vị khách mời dưới nhìn vào một dàn bốn người chơi như này thì đã biết được là bên nào sẽ nâng được tạ nặng hơn. Thì bên team kia là chuyên về và thể hình và building thì tất nhiên là bên đấy sẽ nâng được nặng hơn. Nhưng mà cái đấy không phải là tất cả, tại vì chơi người trò chơi này bao nhiêu đấy, người ta tự trả lời, em trả lời phần em thôi. Chị mắc cười, chị làm chị nói bên tôi. Tôi đề nghị chuyên gia không được công kích người chơi của tôi. Cái thái độ gì vậy, chị làm gì vậy? Thí sinh của tôi có quyền được đưa ra những bằng chứng có lợi cho mình. Thưa quý vị, bà này nói hoàn toàn hợp lý. Mạnh không chưa đủ, đôi khi phải còn có độ dài của đôi chân. Với cái độ cao này nó sẽ dễ điều khiển hơn. Dĩ nhiên mình nhìn là mình biết tạ bên nào nặng không rồi. Bên đây là người ta là huấn luyện viên chuyên nghiệp. Và chuột mà cỡ này thì các bạn thấy đập đâu có đơn giản mà lên. Trời ơi, nó cưng ngắt. Trời ơi, trời ơi, không có vậy. MC sao hay làm mình làm mỹ quá. Mình anh nói là tụi em hả, không sang. Bây giờ ngày hôm nay anh mới không sang. Không có. Người gì mà sơ hở cái là sơ hở là mình thử cho các bạn thấy cái con chuột nó cứng cỡ nào. Đụng cái té ghê lắm. Trước khi các bạn đưa ra quyết định, tôi xin được thông báo thêm một chuyện quan trọng. Đó là sẽ có một người đứng ở vị trí này để đá banh. Và đó là hai vị chuyên gia của chúng ta, thưa quý vị. Không anh ơi, không, em làm không được đâu anh ơi. Sao mà bắt đá banh, sao mà đá nó ớ, đau quá. Thôi được rồi,
Là coi như mình ưu tiên sức khỏe đi. Thì bây giờ có một bạn nam nào xung phong ra đỡ giùm cho Khả Như. Em nghĩ là Will lên là hợp lý nhất anh. Để em lên cho. Will đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thế này, Will và Lâm, hai người đều có hai cân nặng khác nhau. Hai bạn này dù gì đi nữa cũng là bậc hậu bối của hai anh này. Cho nên Lâm nặng, Lâm qua đây. Trời ơi, anh mà quay em cái như là tàu lượn siêu tốc luôn á. Em ơi cố lên. Will, em qua bên đội này. Đội hình là như vậy. Mời các bạn lựa chọn ai sẽ là đội chiến thắng theo các bạn. Em ở đâu cái chuyện đó chuyện không quan tâm. Đúng rồi. Em tin là bên em thắng thì em chọn em. Còn em tin là bên kia thắng em chọn bên kia. Em hiểu không? Hai chuyện khác nhau nha. 30 giây suy nghĩ bắt đầu. Will về chỗ lựa chọn trước rồi lên chơi. Chết rồi, chết rồi. Là anh chỉ đứng yên một chỗ, anh không có đá đúng không? Thì đúng rồi, đứng yên một chỗ điều khiển người ta di chuyển mình. Will giống như cái bia vậy đó, không làm được gì á, chỉ là hỗ trợ thôi. Em nghĩ mà nếu mà để sức bền á thì em vẫn chọn đội bên đây. Thời gian đã hết và bây giờ sẽ là lựa chọn. Bên tay phải tôi sẽ là đội đỏ và bên tay trái của tôi sẽ là đội xanh. Hải Nam chọn xanh hay đỏ? Dạ, em chọn đội đỏ. Một phiếu cho đỏ. Dạ, em chọn hùa đỏ. Hai phiếu đỏ. Thôi em không biết thay đèn nữa, em sẽ chọn các anh. Một xanh. Em chọn xanh ạ. Hai đỏ, hai xanh. Và xin mời các bạn vào vị trí. Chúng ta đang trở lại với thách là chơi. Bên đây chúng ta có Will. Bên đây chúng ta có chuyên gia San Francisco Lâm. Họ sẽ thi đấu đá bóng 3 phút. Bên nào ghi bàn nhiều hơn bên đó thắng. Chuẩn bị. Em muốn nó rơi về bên nào trước? Không, bây giờ em nghĩ là cho công bằng là quả bánh tù xì. Tại vì bên nào người đó lợi thế hơn. 3, 2, 1, cắt. Em được yêu cầu. Bên nào trước? Bên mình theo ra. Em muốn đi banh là xuống vào cái trung tâm, cái điểm chân của em và em xuống thôi. Theo yêu cầu, tôi sẽ đưa banh về bên này trước. Kéo qua, kéo qua. Chưa. Đúng rồi. Qua đây. Một không. Kéo hết vô, mạnh lên. 3, 2, 1, quất. Học đi, học. Dưới. Lên, xuống, xuống, xuống. Đi. Hay quá. Kéo qua được, chuẩn bị nè. Chưa cán mức. Cho nên chúng ta sẽ không thể tính là trái này vào lưới được. Vẫn là 1-0. Vẫn là 1-0. Cố lên. Đi. Chuẩn bị ra. Qua đây. Rồi. Chưa, từ. Khi nào Lâm xuống thì xuống. Xuống. Ôi. Kéo bên đây. Đúng rồi. Qua đây. Vâng, thưa quý vị, như vậy là sau 3 phút thì chúng ta đã có tỷ số là 2-1 nghiêng về đội trai đẹp. Mặc dù là hỗ trợ cho đội trai đẹp nhưng nam ca sĩ Will vẫn không ngừng miệng để cổ võ cho hai anh này. Nhưng thưa quý vị, thấy được tấm lòng không chân ái đó, cho nên ngài đã trợ sức cho hai chàng trai chiến thắng ở trò chơi này. Dạ. Và đó là lý do vì sao 8 triệu đồng sẽ được chia đôi cho hai người
đã chọn đúng được đội này chiến thắng, đó là bạn Hải Nam và bạn Nhung Gumingo. Xin được cảm ơn hai bạn người mẫu và hai vị huấn luyện viên đã tham gia trò chơi của chúng ta. Chúng tôi sẽ quay lại với vòng 3 sau vài phút giây lao. Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Và sau đây xin mời sự trở lại của đội thắng cuộc. Chào Minh An ạ. Và đội thua cuộc đâu em? Đội thua cuộc buồn quá cái cũng đi về rồi. Buồn quá đi về. Nhưng mà đội thắng cuộc một thành viên nữa đâu. Lại có một trường hợp nữa là vui quá cái chạy về báo với mẹ là thắng cuộc rồi, cái cũng về mất luôn rồi. Buồn quá cũng về mà vui quá cũng về. Nhưng mà không sao, anh thấy rằng là ở trong phần thi vừa rồi ấy, thì cả hai bạn đã thể hiện cái sức khỏe của mình. Thì không biết là trong cái bộ môn gym của mình ấy, thì mình có những cái bài tập nào mà khiến cho mình có thể khỏe như vậy không? Trong cái bộ môn gym ấy, thì em thường tập về hết sơ đơn, nên là cái cơ tay rất là khỏe và cái thể lực rất là dẻo dai, chứ không phải là tập to nhưng mà không dẻo dai. Một lần nữa xin được chúc mừng em. Mì Kokomi 90 siêu năng lượng, giá chỉ 4.000 đồng. Quý vị và các bạn đang trở lại với Thách Là Chơi. Và đây là vòng 3 thưa quý vị. Ở vòng thi thứ 3 này, chúng ta sẽ đến với phần vượt ngưỡng giới hạn của bản thân. Có nghĩa là sẽ có một đấu sĩ đến với đấu trường của chúng ta. Anh ta sở hữu một khả năng đặc biệt. Và anh ta sẽ bứt phá giới hạn của mình. Và chúng ta là những người đặt cược trên khả năng của thí sinh. Cho hỏi các bạn nghĩ gì về trò cuối? Em nghĩ rằng là anh ấy sẽ trồng cây chuối đi bằng tay ở trên các bậc thang kia. Đó cũng là một ý hay. Em thì lúc đầu thì em nhìn cái này là em nghĩ đến quốc cơ quốc nghiệp. Biết đâu chương trình của chúng tôi chẳng có gì ngoài điều kiện. Chuyên gia cỡ này mà chúng tôi còn thỉnh về được. Kiếm đâu ra, trời ơi tụi tôi nhiều show lắm mà. Nói cái gì đó, chương trình của chúng tôi phải trả một cái lượng kinh phí gấp đôi để thỉnh hai con người này về. Với cái lịch quay dày đặc của họ, đúng không? Đúng rồi, mà sơ hở là chà đạp, chữ nhỏ. Chữ gì? Tôi nâng lên vậy tôi muốn gì nữa? Will. Em nghĩ thì chắc có lẽ là một cái gì đó nâng về sức mạnh á, và sẽ bước từng bậc từng bậc. Các bạn đã sai rồi. Sai hết rồi. Trò chơi của chúng ta ngày hôm nay là khinh công. Có nghĩa là nhảy bậc cao. Và người thực hiện thử thách này là một bộ đội mới xuất ngũ. Mời quý vị cùng chào đón chàng bộ đội trẻ hiện nay là một diễn viên tự do, Trương Trọng Tính. Và đứng cạnh Bình An bây giờ đang là nhân vật sẽ tham gia vào thử thách bản lĩnh. Bây giờ bạn có thể giới thiệu cho các bạn biết là bạn đến từ đâu và nghề nghiệp của bạn là gì được không? Chào anh Bình An ạ. Em tên là Trương Trọng Tính. Em mới xuất ngũ đây. Bạn vừa mới xuất ngũ? Dạ. Tức là bạn đã trải qua 2 năm nghĩa vụ. Và đến với chương trình lần này thì bạn đoán rằng là chương trình sẽ đem lại thử thách gì đối với bạn? Trước hết là em biết là thử thách của em là sẽ nhảy lên trên không và dẻo hai chân để đẹp. Tức là bạn sẽ xoạc hai chân ra thành một đường thẳng. Đúng rồi. Và bạn có thể chia sẻ cho mọi người để biết là cái thành tích tốt nhất mà khi bạn tập luyện ở nhà cao nhất là bao nhiêu? Dạ thường là mình sẽ nhảy 1m1 và 1m2 ạ. Thì bạn có tự tin là bạn sẽ vượt qua được thử thách của chương trình không? Cái này em chưa bao giờ nghĩ đến luôn nên là chắc... Bạn có quyết tâm không? Quyết tâm. Ok, và bây giờ Bình An sẽ mời bạn bước vào thử thách của chương trình. Em là Trọng Tính, mọi người gọi là Đông Vũ. Em là diễn viên tự do, em đi lính mới về. Còn hơi đơ nên mong anh chị thông cảm cái đơ đi. Bạn hôm nay sẽ nhảy bậc cao. Bậc cao là gì? Bạn có thể nói cho những người chơi ở đây biết được không ạ? Dạ, trong đi lính em có đào hào ạ. Đào hào là sao? Dạ, đào hào là để cho các trận địa để chiến đấu. Ừ, nó liên quan gì đến bậc cao? Dạ, đào xong rồi phải lên khỏi cái hào. À, hiểu rồi. Khi đào hào, em đào tới đâu thì em lúng tới đó đúng không? Em đào tới một bước độ nào đó, ông ngồi dưới hào vậy. Đâu có ai rảnh đưa thang cho em đâu, đúng không?
Em phải từ dưới hào, em dùng giò phóng lên mặt đất, đúng không? Dạ đúng ạ. Chính xác là như vậy. Ngày hôm nay, chuyện anh ta làm đó là dùng đôi bàn chân này đứng ở đây, bung cái bẹt lên, xoạc ngang lên trên đây, được không? Wow, là bành hai chân luôn hả anh? Bành hai chân ra, xoạc ngang, đậu lại trên này. Thưa quý vị, theo các mức 0,8m, 1m, 1m2, 1m3 và 1m4. Và dĩ nhiên, ban tổ chức đã đưa ra những cái mức trên cái khả năng của anh này. Hôm nay anh ta phải bứt phá dựa trên cái khả năng của mình. Cho nên nhiệm vụ của các bạn là đoán xem anh ta có thể nhảy được lên đến mức mấy. Em thấy cái vấn đề này quá dễ, người chị của em có thể làm được chuyện đó. Chị, đây là cái cơ hội để chị thể hiện. Chị, tin em. Chị, nếu mày mà bẹt xẹt như vậy thì chị em làm được. 3, 2, 1. Đây, đây làm lại chị em. Đúng không? Đúng không chị? Đúng không chị ơi? Chị ơi, thể hiện giùm em. Chị ơi, chị em quỵ rồi. Cấp cứu. Trời ơi trời, không biết bao giờ tôi mới được bình yên. Hai cái con người này, em vừa rồi là Như làm đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng không? Em tập cái này là từ khi em vào quân đội hay là trước đó là em đã có khả năng này rồi? Dạ trước đó là em đi biết soạt sơ sơ. Còn cái khả năng nhảy cao kìa. Em vào quân đội ạ. Là khi vào quân đội mới luyện tập cái đó đúng không? Là mỗi người lên theo cách học á, nên còn em thì lên cách khác. Ừ. Vui. À, có nghĩa là trong quân đội những người khác cũng nhảy cao, nhưng họ nhảy theo một cách là do ở trong kia huấn luyện. Còn ở đây là bạn có một cách nhảy riêng, cao hơn đúng không? À, vui hơn. Vui hơn luôn nha. Nhảy vui hơn. Nhảy bao cao mà bao vui luôn nha. Mời các bạn đặt câu hỏi. Cho Will hỏi là lúc mà nhảy cao lên là có dùng tay hay chỉ có chân nhảy lên, hai tay là không chạm gì hết xung quanh luôn hả? Dạ đúng ạ. Giỏi quá ta. Cho em hỏi là có phải lấy đà không hay là mình đứng tại chỗ mình bật lên luôn? Dạ đứng tại chỗ. Giống như nãy tôi có minh họa rồi đó quý vị. Anh cho em hỏi là mũi của mình là mũi thật hay là mũi giả mà cao quá như vậy? Giờ nhìn nghiêng nó rất là... Chuyên gia ơi, đặt cái câu hỏi nào liên quan đến khả năng của người ta. Không, mũi đẹp, mũi đẹp. Mũi đẹp quá là thiệt ha. Cam thiệt không em? Hỏi. Báo nhẹ cho các bạn biết, ngày trước là người ta đã làm nghề rồi, nhưng mà tiếng gọi của Tổ quốc đến thì bạn ấy lên đường đi nhập ngũ. Sau 2 năm thì bạn ấy đã xong cái nhiệm vụ của mình và bây giờ trở lại đây. Trước đó người ta làm gì? Các bạn đã từng bao giờ nghe qua một trong những show diễn về nghệ thuật xiết kết hợp với múa và âm nhạc độc đáo tên là A O Show chưa? Rồi. Diễn. Rồi ơi. Báo nhẹ vậy thôi, diễn A O Show được chưa? Show đó em thấy hả, mọi người trên sân khấu họ quá siêu đẳng, họ giỏi quá, họ dẻo, họ làm người mà đúng cái tre mà bay gieo. Rồi, xuất sắc. Hay thiệt. Đó là một cái show em rất ái mộ. Em áo xô một lần tập là bao lâu để ra một cái vở mà hoàn chỉnh như vậy? Dạ thường là 1 năm đến 2 năm. 1-2 năm tập nhá mới được đi diễn nhá, thì biết được thân pháp người ta cỡ nào. Bây giờ xả thử chơi nè, mời em thi triển một chút nội công cho mọi người cùng xem coi em là ở cái cảnh giới nào. Trời ơi. Trời ơi. Âu Dương Phong. Wow. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi hay quá. Này ta nói ít làm nhiều ha. Nhiều thứ mà nói nhiều mà không làm được là chị đó. Mời Lâm lên thử. Thôi bảo được. Ngày xưa em phun lửa rồi dữ lắm mà. Dạ nhưng mà mấy cái cảnh giới này em chưa có đạt tới à. Mọi người có để không, nãy giờ mà quên nhìn Đăng Thành. Anh cho em hỏi là cái áo anh đang mặc cái giải á có liên quan gì với cái giải thảm ở đây không ạ? Ở đâu có khúc giải này? Anh hãy trình bày.
nó có liên quan với cái thảm này không? Sao giống dữ? Con đưa đầm đứa lọt thôi đó. Trời ơi, cái chương trình này tôi nói thiệt, tôi bắt đầu có vấn đề với con biên tập của cái chương trình này. Hình như nó me tôi, nó hãm hại tôi. Hồi nãy người ta ăn mì thì nó bỏ một mâm mớt. Bây giờ tôi bận cái áo này, nó cố tình nó làm cái bụng nhung. Trời ơi, để nó hạ thấp tôi nè. Tức dễ sợ tức. Thôi, hận thù ta gác lại một bên, tập trung vào chuyên môn. Em cởi cái nút nhẹ. Cởi nhẹ ra. Vén nhẹ lên, vén nhẹ lên thôi. Vén nhẹ nha, nhìn nha. Đây là... Chưa kịp cái gì hết. Còn đây. Đây là 3 tháng. 3 tháng rồi. Ok. Rồi. Các bạn nhìn nha. Body. Ngon. Ngon. Mũi thiệt, càm thiệt. Ngon. Các bạn hãy đoán xem anh ta đứng bật lên được mức 1 hay 2, 3, 4, 5. 30 giây suy nghĩ. Bắt đầu. Mỗi người chọn mức mấy ghi vào tờ giấy trước mặt của mình. Và tôi xin được thông báo giải thưởng của vòng này là 20 triệu đồng. Wow, quá nhiều. Nếu không ai đoán đúng thì 20 triệu sẽ thuộc về Đông Vũ. Mời các bạn đọc bài. Chúng tôi sẽ giữ bí mật. Và bây giờ mời Đông Vũ vào vị trí. Cố lên, cố lên. Chúng ta sẽ bắt đầu ở mức 1, 0,8 mét. Bắt đầu. Giúp. Trời ơi, chuyên gia, giúp. Trời đất ơi. Được không em? Ok không? Chưa khởi động. Thưa quý vị, mức 1 nhưng hơi chao đảo. Có lẽ là sau một thời gian đào ao thả cá thì bạn ấy có vẻ là chưa quen lại với những ngày tháng của quân đội, mới ra mà trong vòng một tuần lễ đó có thể là nghỉ dưỡng nhiều quá. Giãn cơ nào. Giãn cơ ra nha. Chuẩn bị. Mức 2. Cố lên. 1 2 3. Hai. Quá trời dễ thương Thành ơi. O bế liền, thí sinh phải o bế liền. Vỗ tay. Phải đau lắm, tại lên càng cao càng đau quá. Dễ dàng. Xin hỏi bạn, sau mỗi lần nhảy như vậy, tình trạng khớp háng của bạn thế nào? Có mỏi hơn, đau hơn hay không? Dạ, thấy mình nóng nóng rồi. Nóng nóng rồi. Tập 3. 1m2 lên 2 tấc. Lên. Mọi người cứ bỏ nó, để nó đi nửa tiếng hồi thôi. Anh sao á? Trời ơi, bạn dùng da mà bị đặt tẹt à. Bạn có tin là mình bật được mức 4 hay không? Hay là bạn muốn dừng lại? Tôi thấy mức 3 là hơi nguy hiểm rồi đó nha. Đúng rồi ạ. Dạ, thách là chơi ạ. Mức 4 này tôi sẽ đứng ở đằng sau tôi đỡ lại. Đúng rồi. Chuẩn bị. Mức 4. 1m3.
Trời ơi. Trời ơi. Nguyên ơi. Cực kỳ nguy hiểm, vỗ tay thưa quý vị. Chắc đây có lẽ là cái lần nhảy cao nhất trong cuộc đời mình đúng không? Dạ. Hào chỉ tầm ngang vai em thôi. Cái hào chỉ ngang vai thôi. Cái này tới 1m3. What about the last one? No English. No English. No English. Anh cũng thiệt á. Hay vậy quá. Hay vậy quá. Tự nhiên đang vui. Bây giờ em đang vui tự nhiên cái dẫn tiếng Anh. Ừ. Cũng gì vậy? Tôi tưởng tôi quên đây diễn viên quên. Còn mức cuối em thấy sao em trai? Chơi đi em. Để chơi. Trời ơi. Hộ giá, hộ giá. Em yên tâm. Sau lưng em có anh. Bất cứ lúc nào em trao đạo hay bật ngửa ra phía sau, anh sẽ đợi em lại. Thưa quý vị, đây là mức thứ 5. 1m4. Cẩn thận khởi động kỹ nha em. Em có cần giãn cơ hay là vô trọng ăn tô súp hay là sao? Thôi để em giãn tí. Ok ok. Sao mà rủ người ta đi ăn súp, ta chuẩn bị nhảy mà. Và bây giờ sẽ là mức thứ 5. 1m4. 3 2 1. Thưa quý vị, 1m4. Chưa bao giờ anh ta làm điều này trước đó. Mời các khách mời chia sẻ cảm xúc của các bạn. Cái lúc mà em xem anh bạn nhảy đến mức thứ 3 là em thấy là càng nhảy cao, xài lực càng cao thì cái lực đè xuống á nó rất là nặng. Mình coi là mình chỉ sợ bạn là bị ảnh hưởng tới dây chằng thôi, là công việc sau này nó cũng rất là khó khăn luôn. Nhưng mà khi mà lên tới mức thứ 5 rồi, nhưng mà bạn làm được rồi, thật sự là ở dưới đây hả, kiểu như muốn vỡ òa luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Mà anh thấy không, cái bậc đầu tiên thì làm rất là khó khăn, nhưng mà càng lên cao lại làm càng gạch sơn chu. Mà nhỏ thở quá, thở. Không, miếng nước thì chung. Thở quá cho miếng nước cơm bưng nước rót liền em ơi. Thấy bạn còn run kìa. Xin hỏi em trai là mình cao bao nhiêu ạ? Dạ 1m65 ạ. Quá trời luôn. 1m6 nhảy hết 1m4 rồi. Bằng mình luôn, kinh dị luôn. Mà nó không có lấy đà, nó đứng một chỗ. Cái đó mới ghê. Tầm cao này sẽ còn vươn xa thưa quý vị. Đây là một tài năng của Việt Nam. Một trang vỗ tay cho bạn Đông Vũ thưa quý vị. Trời ơi em ơi. Cảm ơn em đến với cuộc thi này. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi sẽ công bố kết quả mà các người chơi đã dự đoán về bạn Đông Vũ. Xin mời hai chuyên gia. Dạ vâng. Đầu tiên em xin công bố về Nhung Gumiho. Với số dự đoán, con số này cũng khá là ấn tượng. Đó là số 4. Dạ yeah. Linh Ly, Y Chang, số 4. Hải Nam, không muốn đọc luôn. Sao vậy? Cọc quá anh Thành, em nổi giận. Vì sao? Vì bạn chọn số 3. Số 3. Bây giờ là Will, 4. Thưa quý vị, vì đây là một cái thử thách chỉ có 5 lựa chọn, cho nên chúng tôi sẽ không tính sai số trong đợt thi này. Và 20 triệu sẽ thuộc về bạn Đông Vũ. Đúng rồi. Cậu bé vẫn chưa tin những chưa gì đang xảy ra. Mừng quá. Ngơ ngác. Xin mời cậu bé bút chì Pinocchio hãy cho tôi biết về suy nghĩ của bạn trong thời phút này. 20 triệu mà vẫn nghe đang ngỡ ngàng phải không ạ? Hơi bất ngờ ạ. Nói chung là em không biết là mình được như vậy. Em nên biết, ngay từ bây giờ anh thông báo cho em biết luôn. Em được 20 triệu bằng khả năng của em. Yeah. Yeah. Anh ơi. Ê
em, đây là cơ hội của mình đó. Thường thường khi mà người chơi tới đây, họ sẽ được anh Thành giúp đỡ rất là nhiều. Ví dụ cái YouTube thì anh sẽ quảng cáo YouTube. Thưa quý vị, thì bây giờ đến em đây, là chúng tôi xin được phép kết thúc. Em, chúng tôi sẽ hỏi quý vị và mong muốn kết quả sau vài phút nhé. Một lần nữa xin được chúc mừng bạn. Yeah. Bình An được biết rằng là bạn là một fan bự của anh Trấn Thành. Và lúc nãy Bình An có theo dõi rằng là khi mà bạn thể hiện phần thử thách của mình ấy, anh Trấn Thành ở sau hỗ trợ rất là nhiệt tình. Thì cái cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Lúc đó anh Thành ôm vào thì cũng hơi sợ. Tức là cũng không nghĩ đến một ngày nào đấy thần tượng của mình có thể ôm mình, hỗ trợ mình đúng không? Dạ yeah. Bây giờ Bình An muốn hỏi bạn là cái cảm xúc của bạn khi vượt qua được chính bản thân của mình. Em nghĩ là cũng qua một thời gian rèn luyện trong quân đội, có ý chí và kiên quyết, nên là em cảm giác là thách thì mình cứ thử, cứ chơi, rồi khi nào hay sao đó tính sau đi. Đúng với tính chất của chương trình đó là thách là chơi, luôn luôn chấp nhận những thử thách và luôn luôn cố gắng vượt qua được bản thân. Một lần nữa thì Bình An xin được chúc mừng bạn. Quý vị và các bạn đã trở lại với Thách là Chơi. Và hiện nay thì chúng ta sẽ tổng kết lại số tiền mà bốn người chơi đã có được sau 3 vòng thi. Đáng lẽ là sẽ nhiều hơn như thế, nhưng có lẽ là vì cuộc sống đẩy đưa, một số những cái chuyện không hay nó xảy ra, cho nên vòng 3 chẳng ai được một đồng nào cả. Và toàn bộ số tiền đã về tay của bạn Đông Vũ một cách thật xứng đáng. Vì vậy cho nên tôi tổng kết lại số tiền như sau. Liên Ly sau một thời gian suy đoán, tính toán, cân nhắc được 1 triệu. Nhiều quá. Yeah. Will không khá hơn, bằng giá 1 triệu. Chưa. Trời ơi, chuyên gia ơi, ta tới chơi cái gì mà dễ sợ vậy. Xin lỗi chủ tọa. Bạn Hải Nam và bạn Nhung bằng nhau mỗi người 5 triệu. Wow. Nhưng đây không phải là số tiền cuối cùng các bạn mang về. Nó sẽ có thể cộng hoặc trừ, hoặc nhân, hoặc chia, tùy thuộc vào những gì các bạn đã bóc ở đầu chương trình. 1 triệu mà nhân đôi là 2 triệu. Là 2 triệu. Wow. Nhưng mà nó cũng có thể là trừ mấy triệu. Hoặc là nó trừ 4. Trời, 1 triệu mà chia đều là mỗi người 250. Ừ. Trời ơi. 1 triệu nhiều khi nhân 3 là 3 triệu cũng đỡ rồi. Đúng rồi. Thưa quý vị, hãy xem những bao thư còn lại mà họ đã bỏ lỡ là những bao thư như thế nào. Xin mời hai chuyên gia. Không rảnh. Dạ nghỉ đi, đừng có ai nữa. Làm. Chuyên gia gì đâu mà e gió ngại xương đùng nảy trách nhiệm. C. Phong bì đầu tiên tôi xin công bố cộng 2 triệu. Wow. Suy sụp. Phong bì thứ hai chắc chắn các bạn sẽ nở nụ cười là trừ 4 triệu. Với những trường hợp như Will thì có cái gì để mà trừ nhỉ? Trời ơi, mắc nợ chương trình. Và phong bì thứ ba đó là cộng 5 triệu. Ây da, trời ơi. Đó lỡ hai cái này quá nặng rồi. Cộng 1 triệu. Cao nữa. Cao luôn. Trời ơi, toàn cộng này. Tiếp theo. Chia đi, mất cái chia đi. Nhân. Trời, xong. Tới công chuyện rồi. Nhân 2. Không sao. Hai bạn kia thì mới ngon, nhân 2 là 10 triệu. Đúng rồi. Các bạn bỏ toàn những con số ngon. Các bạn đã hiểu được cuộc đời các bạn tươi sáng như thế nào. Cộng 2 triệu. Nói ơi, gì nữa. Ở trên kia tôi chỉ nói là lành ít dữ nhiều. Vâng ơi. Mở ra. Anh làm gì vậy? Minh Họa, Minh Họa. Sao anh nói tụi em lố lăng mà anh làm vậy? Hay dùng pháp thuật quá. Có khi nào đi chơi về mang nợ không ta? Đầu tiên cho tôi hỏi của ai? Ôi trời ơi. Của em. Linh Ly à, em đang có bao nhiêu? Em đang có 1 triệu. Thôi rồi. Cộng 5 triệu. Chị cười, ôi trời ơi, cái mặt chị kìa, ôi trời ơi, cái mặt chị. Tôi thương cái người phụ nữ. Trời đất. Cộng 5 triệu. Đau lắm. Trời ơi. Tiếp theo là Nam. Nam. Dạ. Trời ơi, đã 5 triệu mà còn nhân. Trời ơi. 3.
Nhưng 0,5 là cũng nhiều lắm đó. Thưa quý vị, nhân 0,5 theo toán học có nghĩa là chia 2 là còn 2 triệu rưỡi. Đã còn 2 triệu rưỡi. Tôi xin phép đọc Thôi, cuối người đi. Người em thân thiết của tôi. Thôi. Tôi giữ quyền nhưng tôi không đọc. Nhung Kumiho. Anh cười làm sao anh? Yeah. Wow. Thôi, thấy ghê quá, chữ nó đỏ lè luôn. Thôi. Thôi, lắm. Em đang có 5 triệu đúng không? Thì trừ 1 triệu cũng không sao, đúng không? Ngày trừ hết. Thật sự rồi, 5 triệu của con nhỏ. Chết rồi. Trời ơi. Hình như còn một cái phiếu là chia đều phải không ta? Ai biết. Chết rồi, trời ơi. 200 có 250 à. Đây là người đàn ông tính toán nè, suy luận nè, cân nhắc nè. Anh ta đang có 1 triệu và dù là chia đều em cũng có tiền đúng không? Được. Ừ. Ổn, ổn, thơm, thơm. Vậy là hết. Nhân 1 theo toán học là bằng chính nó 1 triệu. Thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay rất vui khi ban tổ chức chúng tôi không tốn quá nhiều tiền cho các cuộc chơi. Ra về với tinh thần vui chơi và học hỏi, trải nghiệm là chính. Đó là bạn Nhung Gumiho và bạn Linh Ly. Hai cô gái đến đây chia sẻ nỗi đau của nhau và cùng chung vui với mọi người. Không một đồng nào ra về. Will thì vẫn là Will. 1 triệu đồng vỏn vẹn thưa quý vị. Vẫn trầm ổn đó mọi người ạ. Hải Nam khá hơn khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp bị chia đôi còn 2 triệu rưỡi. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi tin chắc là 4 người chơi sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm này đúng không ạ? Không thể nào quên. Xin cảm ơn sự đồng hành của mì Kokomi 90 siêu năng lượng. Vượt thách thức phải dư sức. Cảm ơn hai chuyên gia đã hỗ trợ cho chương trình, Sam Francis Lâm và Bạc Vara Nhiều. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ thứ bảy tuần sau trên HTV7 với chương trình Thách là chơi.